Cô gái nhỏ bé đã vạch trần chuyện Taylor đạo nhái tác phẩm của mình nên bị người của tập đoàn Dịch Hoa truy đuổi. Cô đang tìm cách chạy trốn khỏi những người đàn ông to cao, hết cách cô xông vào nhà vệ sinh không màng tới hình ảnh liền trèo lên, khiến anh trai chẳng hiểu gì xảy ra. Xông vào phòng vệ sinh của mình lại còn bị chửi là lưu manh, anh liền lấy điện thoại ghi lại hình ảnh 102 này anh là giám đốc lộ. Cô ta bất chấp xông tới để lấy chiếc điện thoại khiến chiếc áo bị rách, anh ta có ý tốt đã đưa áo khoác của mình cho cô. Vì an toàn nên tạm thời anh ta chưa thể xóa video của cô trách trường hợp cô là người xấu ra ngoài hai giám đốc của hai công ty khác nhau chạm mặt giám đốc tiểu dịch mang theo rất nhiều vệ sĩ và chặn hết các cửa ra vào vào chiêu đã hạ gục hai người bên kia cô gái kia lại xuất hiện và đang phát trực tiếp dù chỉ có 10 người xem nhưng với tào nghệ diễn xuất thì đã khiến người ta tin hàng nghìn người xem khiến giám đốc tiểu dịch sợ hãi không dám xông lên cả hai ung dung rời đi khiến giám đốc tiểu dịch cay cú bởi vì không muốn bản thân nợ ai nên cô gái này đã trả ơn giám đốc lộ đã cứu mình khi ở nhà vệ sinh nên giờ cô đã giúp anh lại thế là thành công xóa được video vừa này vì thất bại tiểu dịch về đã bị ăn phải cái tát của bà nội và bị chỉ trích không ngờ bộ nhiễm cô gái ở nhà vệ sinh cũng là cháu nội của bà ấy chủ tịch công ty nhà họ dịch bộ nhiễm trách mắng tiểu dịch vì hành động bừa bãi bố mẹ của tiểu dịch đã nói việc bộ nhiễm đã làm dối buổi triển lãm lên cô cũng chẳng chịu thua đã nói những điều xấu mà gia đình chú hai đã làm với cô khi còn là sinh viên nhưng bà nội lại chẳng đứng về phía của cô còn trách bộ nhiễm không biết giải quyết những chuyện nhỏ yêu cầu cô nghỉ học cô trách bà nội không nhìn thấu lòng người dung túng cho việc xấu Chẳng trách đến tuổi nghỉ hưu rồi vẫn phải lao lực làm việc, cha của cô vù gánh giúp tập đoàn Dịch Hoa tất cả mọi chuyện nên mới phải vào tù nhưng lại còn bị cả nhà sỉ nhục. Khi mẹ của Bộ Nhiễm mệt ngất xỉu thì chỉ có cô bên cạnh lo lắng chẳng ai thèm ngó ngàng đến sống chết của mẹ cô. May là đến cấp cứu kịp thời nên chẳng có gì đáng ngại khiến Bộ Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề lớn là tiền thuốc men để điều trị cho mẹ của mình. Bộ Nhiễm hạ mình muốn làm việc theo ý của bà nội để tiếp cận lộ sầm dương đối thủ của bà nội. Bộ Nhiễm tự tin bản thân làm được và mang kết quả về cho bà nội lộ sầm dương đến buổi tiệc tuy công ty không phải quá lớn mạnh nhưng được những đối tác khác rất tôn trọng anh kerry của vật liệu xây dựng thụy cách vừa gặp đã tuyên bố đứng về phía của sầm dương cùng nhau bắt tay phá tan cục diện nhà họ dịch độc chiếm thị trường ở đây bộ nhiễm vô tình nghe được âm mưu của mẹ tiểu dịch muốn dùng nữ nhân để khiến sầm dương mất mặt thế là bộ nhiễm nhanh chóng có mặt tại buổi tiệc vừa ngăn chặn được mục đích hèn hạ của cô hai vừa có cơ hội tiếp cận lộ sầm dương kerry cũng là người được bà ta phái đến ngay khi sầm dương uống ly rượu ấy thì bộ nhiễm vừa hay xuất hiện giới thiệu mình là bạn của sầm dương khiến kerry ngượng ngùng còn nắm tay thân mật để từ chối uống ly rượu ấy lấy cớ phải đưa bộ nhiễm về nhà thấy cô tay mặt dày cố chấp bộ nhiễm cướp lấy ly rượu uống sầm dương cũng vội tránh mặt rời đi cùng bộ nhiễm vì bên trong rượu có thuốc trên đường về nhà thuốc đã phát huy tác dụng cơ thể của bộ nhiễm bắt đầu nóng lên không thể khống chế bản thân cưỡng hôn sầm dương quậy phá suốt đường về nhà sầm dương đưa cô về nhà mình bộ nhiễm không thể khống chế bản thân đã cưỡng hiếp sầm dương sáng dậy thì thấy mình nằm ở nhà của sầm dương cô liền la lối um sùng còn muốn tố cáo để sầm dương vào tù sầm dương đã cho bộ nhiễm xem camera quay lại quá trình cô quậy phá đêm qua khiến cô không còn mặt mũi để nhìn anh bộ nhiễm che giấu thân phận của mình là người nhà họ dịch lấy cớ vì thấy có người quay lén nên đã đi theo giúp sầm dương bộ nhiễm muốn gia nhập vào công ty phẩm thượng của sầm dương nhưng đã bị từ chối sau khi bị sầm dương từ chối bộ nhiễm không bỏ cuộc đến công ty phẩm thượng để phỏng vấn xin việc trong khi bộ nhiễm đang thuyết trình về bản vẽ của mình sầm dương cũng ở bên trong quan sát chỉ trong vòng một phút ngắn mà bộ nhiễm đã vẽ ra thiết kế ngôi nhà rất hoàn hảo và đúng với yêu cầu của công ty đưa ra bộ nhiễm đã thành công đỗ phỏng vấn cô liền báo tin tốt đến mẹ đang chữa bệnh bộ nhiễm đến để đón bố của mình sau 7 năm giam tù sầm dương đến bệnh viễn chữa bệnh vô tình gặp được bộ nhiễm đi cùng bố của cô đến thăm mẹ sầm dương biết được bộ nhiễm là con gái của dịch mẫn đức sau khi về nhà điều đầu tiên ông hỏi chính là tiền cô chú liền giả vờ tốt bụng chào đón anh cả chưa vui mừng được bao lâu Bộ nhiễm đã bị công ty phẩm thượng từ chối nhận cô vào làm việc vì nghi ngờ bản vẽ của bộ nhiễm là lấy cắp ý tưởng của Taylor. Vì bộ nhiễm là người nhà họ dịch nên Sầm Dương nhất quyết không thể nhận người họ dịch vào công ty làm. Bộ nhiễm đợi giám đốc lộ để giải thích về việc bị vu khống ăn cắp ý tưởng nhưng anh chẳng quan tâm vì đó không phải là lý do chính mà phần thương từ chối bộ nhiễm. Nghe tin người anh thân thiết của mình về nước, bộ nhiễm liền đến tìm gặp anh. Anh là Tần Tuần, tài năng của anh là điều tra mọi việc với thời gian khá ngắn anh đã thành công điều tra và yêu cầu khách hàng thuê nhà đối diện với sầm dương để bộ nhiễm dễ dàng tiếp cận bộ nhiễm vẫn chưa biết việc sầm dương đã biết được thân phận của mình hôm sau bộ nhiễm đã đứng đợi sầm dương ở hầm xe để trả áo cho anh muốn sầm dương giúp mình chuyển đồ lên nhà không ngờ cô gái này lại chịu chi tiền lớn để tiếp cận mình khiến sầm dương cũng cạn lời bộ nhiễm đã từ mình thiết kế trang trí căn hộ muốn chứng minh tài năng của mình không phải là người ăn cắp ý tưởng vô tình làm rơi chiếc áo lót sang nhà của sầm dương muốn lấy nhưng không kịp còn bị mắng là bỉ ổi Bộ Nhiễm và Tần Tuần là hai người bạn tốt của nhau, Tần Tuần cũng bên cạnh và cổ vũ Bộ Nhiễm, muốn giúp đỡ Bộ Nhiễm một tay. Sầm Dương đến nơi lúc nhỏ mình từng ở thấy được hình ảnh của mình khi ấy của mình và bố, anh vô cùng xúc động. Nhớ đến cảnh tượng bố mình mất, khiến anh không khỏi đau lòng, bắt gặp được Bộ Nhiễm cũng ở đây anh khuyên cô nên từ bỏ. Sầm Dương đang ngắm ảnh vẽ chân dung mà Bộ Nhiễm đã tặng mình. Từ lời của cấp dưới anh biết được Dịch Hoa muốn hợp tác với Taylor và Bộ Nhiễm vì đắc tội với Taylor mà trước khi tốt nghiệp đã bị trường khai trừ. Sầm Dương tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi thì bị bộ nhiễm nhà bên cạnh làm ồn, yêu cầu bộ nhiễm im lặng nhưng cô bỏ ngoài tai bà tiếp tục công việc của mình. Cha con của Tiểu Dịch đã lên kế hoạch để bán nhà của bộ nhiễm đang ở đi, Sầm Dương ra ngoài ra phí trung gian 5% muốn bán căn nhà này lại cho anh sau này Sầm Dương sẽ là chủ nhà của cô. Nghe được cuộc trò chuyện của Sầm Dương và Taylor khiến bộ nhiễm tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Cô nhớ lại lúc trước khi còn ở Ruvis khi cô đi nộp bản thảo, được thầy Taylor khen ngợi, ông ta biết nhà họ dịch đối xử tệ với bộ nhiễm nên đã đề nghị cô ở với ông ta thì ông ta sẽ bảo vệ cho cô. Không ngờ đường đường là một người thầy nổi tiếng, nhưng lại có những suy nghĩ bất chính đến thế. Bộ nhiễm lửa ông ta vào tắm bên ngoài cô đã dùng lửa đốt đi bản thảo nhớ về ký ức tồi tệ ấy khiến bộ nhiễm không ngừng căm ghét người thầy đê tiện ấy. Sầm Dương tưởng rằng bộ nhiễm đã bỏ cuộc không ngờ bộ nhiễm cũng đang ở cô nhi viện. Thấy Sầm Dương bộ nhiễm đã ngã xuống khiến chảy máu miệng, Sầm Dương giúp bộ nhiễm thoa thuốc và vẫn từ chối sự cố gắng của bộ nhiễm trong việc cải tạo viện cô nhi này. Từ cô bé bộ nhiễm lại có cách nhìn khác về con người của Sầm Dương Anh là người rất ấm áp luôn nhớ sinh nhật của những em nhỏ ở đây, mời cả giáo viên giỏi đến dạy lớp ngoại khóa cho bọn trẻ. Tần Tuần đến quán nước nhỏ để làm đây là nơi mà khi còn sống bố của anh hay tới, Sầm Dương khi này cũng ghé quán. Tần Tuần đã làm ly cà phê có wasabi ở trên cho Sầm Dương Anh cũng chẳng ngại mà nếm thử nó, cả hai chào hỏi vài câu cũng tạm biệt. Tần Tuần biết thêm thông tin về thầy Taylor liền nói cho bộ nhiễm, hôm nay cô bạn gái nhỏ của Taylor gọi điện cho anh. Taylor đã cho cô ấy leo cây và ngày mai sẽ đến Trung Quốc. Thấy cũng điều bất thường bên trong việc này khi Taylor bỏ dịch hoa để theo công ty nhỏ phẩm thượng. Tần Tuần khuyên cô nên để Sầm Dương chịu thiệt lần này để Sầm Dương biết được ai sẽ là người bên cạnh giúp đỡ anh ta và bảo bộ nhiễm đừng nhún vào. Nhưng với những gì cô bé kia kể thì Sầm Dương vẫn là người tốt tính nên bộ nhiễm muốn giúp đỡ Sầm Dương cũng như những đứa trẻ ở cô nhi viện. Tiểu dịch đang vui mừng vì Sầm Dương đã mắc câu thì bắt cặp bộ nhiễm. Cô ngồi ở xa để quan sát tình hình bộ nhiễm nhớ về quá khứ khi ông ta đánh đập vì cô đã đốt nhà của ông. Bộ nhiễm bất ngờ khi thấy thầy Taylor ăn thịt vì ông ta bị cholesterol cao vẫn luôn ăn chay nhưng hôm nay lại ăn thịt. Vào thang máy thì thấy ngón tay của ông ta khác lạ. Vì ông đã bỏ điều trị bệnh nấm móng từ lâu nhưng giờ lại không còn vết bầm móng tay chân bóng khớp ngón tay cũng chẳng biến dạng cô mạnh dạng tháo khẩu trang để. Kiểm tra thì thấy Taylor chẳng có biển hiện gì không ngờ hàng giả lại giống thật đến vậy tất cả đều do sầm dương tính toán. Muốn gặp sầm dương để hỏi chuyện thì lại bị tiểu dịch ngăn cản. Bộ nhiễm ăn vạ khiến anh ta cạn lời bỏ đi cô phải nhanh chóng tìm sầm dương để nói việc taylor giả nhưng anh đang bận tắm chẳng thể nghe máy của anh hết cách bộ nhiễm dùng thân hình mảnh mai của mình để leo sang nhà của anh sầm dương giúp cô bị kẹt ra ngoài thì lại khiến áo bị rách hai người tranh giành thế là lại bị quấn vào nhau sầm dương trách móc cô mạo hiểm làm những trò nguy hiểm nếu có lần sau thì lập tức chuyển đi vào nhà sầm dương nhớ lại cảnh tượng bố mình mất trước mặt của mình bộ nhiễm liên tục cảnh báo taylor là giả không hoàn thành được mục đích cha con nhà tiểu dịch đến mách bà nội nghi ngờ bộ nhiễm đang giúp người ngoài phản bội công ty nhưng bà ta chẳng quan tâm để họ tự tìm cách giải quyết. Bọn họ muốn dùng Taylor thật đổi thành Taylor giả để sầm dương gây chuyện khiến hai người có hiểm khích với nhau. Được cô bạn gái nhỏ của Taylor cho biết Taylor thật đang đến khách nơi bàn chuyện với sầm dương. Tân Tuân lập tức chạy tìm cô. Trong than máy thì thấy được vết bầm ở tay của Taylor cứ tưởng đâu vẫn là Taylor giả nhưng ông ta ông ta khen trong cô tuyệt đấy nhưng tôi thích dáng vẻ trước của cô hơn. Thì bộ nhiễm biết được đây là Taylor thật. Bộ Nhiễm mang theo máy quay đến nơi thì đã bị ông ta lừa vào phòng tấn công bộ Nhiễm, Sầm Dương đến kịp lúc cứu bộ Nhiễm, ông ta không ngần ngại đổ lỗi cho bộ Nhiễm là người xâm phạm và lừa gạt mình. Sầm Dương bảo bộ Nhiễm ra ngoài vì sông vào nơi ở của người khác bất lợi sẽ về phía của cô. Với tên thầy cặn bã này như ăn sau khi cô đi Sầm Dương liền khóa cửa và đánh cho ông ta ra bã dù có cầu xin hay muốn ký hợp đồng Sầm Dương cũng chẳng quan tâm. Xong chuyện Sầm Dương được bố của bộ Nhiễm cho biết về kế hoạch của nhà họ Dịch ông luôn âm thầm đi theo con gái quan sát mọi chuyện và giúp cô trong thang máy bộ nhiễm tức giận đá anh một phát cảm ơn cho có và bỏ đi vào nhà hôm sau taylor tức giận khi bị tấn công bởi sầm dương muốn báo cảnh sát nhưng nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến dự án nhưng sầm dương ra tay nhưng chẳng để lại thương tích nên không đủ bằng chứng để buộc tội anh ta họ thuyết phục taylor ký hợp đồng sau đó sẽ trả thù sầm dương bộ nhiễm đưa bản thiết kế của mình cho cô ở đây cô không cần tiền cọc không có ký tên mọi người đều rất yêu quý cô gái lương thiện này đây là bản thiết kế là tấm lòng của bộ nhiễm đối với bọn trẻ bộ nhiễm sẽ không xuất hiện ở đây nữa để sầm dương không phải canh chừng như kẻ trộm bộ nhiễm thắc mắc tại sao taylor lại hợp tác với dịch hoa mà không phải với phẩm thượng muốn biết thêm về chuyện của taylor sầm dương đã liên hệ với tần tuần bạn của bộ nhiễm tần tuần đưa cho anh một số trần thuật và chứng cứ của người bị hại khi ở nước ngoài bộ nhiễm dùng để kiện taylor nhưng vì quá nhỏ bé ở xứ lạ nên không thành nhưng ở trung quốc nhưng chứng cứ này đủ để ông ta ngã một phố đau bộ nhiễm xuất hiện ở buổi họp thông báo hợp tác giữa taylor và dịch hoa để tung những hình ảnh không trong sạch của tên cận bã này nhưng cô chưa kịp ra tay thì sầm dương đã ra tay giúp cô. Dịch hoa bất ngờ khi sầm dương lại giúp mình trả được thù thành công đưa ra những bằng chứng xấu xa của thầy taylor. Taylor giả giao lại tiền cọc mà dịch hoa đã đưa cho ông. Ông là em trai của thầy taylor hắn ta luôn bảo mình luôn giả làm ông ta để đề phòng bản thân bị hại và bị bắt nhờ có sầm dương mới giúp ông thoát khỏi cảnh làm con rối của anh trai và biết được anh trai của mình đã xấu xa đến nhường nào. Trong chuyện này Kerry cũng trục lỗi mà lúc trước nghe lời phe dịch hoa để bỏ thuốc hãm hại anh nên đã giúp đỡ Sầm Dương một tay. Vì vụ bê bối của ông Taylor cũng kéo theo công ty dịch hoa bị loại khỏi buổi đấu thầu dự án cô nhi viện còn Sầm Dương sâu dụ vạch Trần Taylor thì rất được mọi người khen ngợi, nên ở phía trên cũng đã giao dự án này cho bên công tu phẩm thượng đối thủ của dịch hoa. Sầm Dương gửi chiếc thẻ tiền cọc của Taylor giả cho chủ tịch và quyết đi theo vụ của Taylor đến cùng còn biết chuyện dịch mẫn tài con trai của bà ấy đã lợi dụng Taylor giả để lừa gạt anh. Trước khi kết thúc cuộc gọi, Sầm Dương còn gửi lời chúc một ngày vui vẻ đến. Với chủ tịch khiến chủ tịch tức giận tìm đến con trai vô dụng đến trách mắng bắt anh ta quỳ xuống để nhận lỗi dù đang ở trong công ty, Mẫn Tài vẫn không chịu nhận lỗi khiến chủ tịch tức giận thêm, may là có vợ anh ta đến kịp ngăn cản cả nhà ai cũng coi thường anh ta. Bộ Nhiễm đến quán ăn vô tình gặp được Sầm Dương ở đây, Bộ Nhiễm trước tiên phải cảm ơn Sầm Dương cô hỏi về phương án cải thiện cô nhi viện thì Sầm Dương cho biết đạt trình độ có thể vào phẩm thượng, khiến Bộ Nhiễm vui mừng đến xúc động khi này bà nội đột nhiên gọi đến muốn Bộ Nhiễm thực hiện lời hứa trước kia của mình để trả thù lại cho dịch hoa muốn bộ nhiễm báo cáo tình hình cụ thể của phẩm thượng trong dự án cô nhi viện vì phải lo tiền chữa bệnh cho mẹ khiến bộ nhiễm trở nên khó xử bộ nhiễm thắc mắc lý do đột nhiên sầm dương mời mình vào phẩm thượng tất nhiên là vì cô có giá trị với phẩm thượng bộ nhiễm muốn sầm dương phải xin lỗi mình khi trước đã vu khống bộ nhiễm lấy cắp ý tưởng của người khác nhưng với tính cách của sầm dương thì anh ta chẳng thể mở lời xin lỗi bộ nhiễm tức giận vào nhà nhà nhưng lại có chút tiếc nuối muốn đánh chống lãng để kéo dài thời gian vì bộ nhiễm cũng từng nói sầm dương sử dụng bản thiết kế của taylor nên cả hai huề nhau Thứ hai đi làm không được đến muộn, sau khi gia nhập vào phẩm thượng sau này Taylor chỉ có thể đứng xin lỗi Bộ Nhiễm. Bộ Nhiễm đến để giúp mẹ làm thủ tục xuất viện. Tiểu dịch sai người điều tra về Tần Tuần biết được anh ta luôn âm thầm giúp đỡ Bộ Nhiễm liền kéo theo người tìm Tần Tuần tính sổ, nhưng Tần Tuần chẳng sợ hãi. Sầm Dương vô tình cũng ghé đến quán, bố mẹ của Bộ Nhiễm cũng ra ngoài cả ba người chạm mặt nhau, Tần Tuần lo sợ Bộ Nhiễm lộ thân phận nên liền gọi để thông báo. Từ hách nhắc lại việc Sầm Dương bị bà nội hủy hôn khiến Sầm Dương tức giận. Bố của Bộ Nhiễm lên tiếng lúc bố của Sầm Dương còn sống, ông đã nói sẽ làm mối cho Sầm Dương con gái của mình. Khi xưa Chủ tịch Hoa đến gặp bố của Sầm Dương là để hủy hôn giữa anh và Bộ Nhiễm, không ngờ người mà từng có hôn ước với mình lại là Bộ Nhiễm. Dọa sẽ mách lại bà nội của anh ta, Từ Hạch nghe đến tên bà cũng đã sợ hãi mà rút lui. Dịch Mẫn Đức vào quán cùng Sầm Dương cái chết của bố anh khiến Sầm Dương vẫn không quên dù ông đã trả giá, ông cũng không ngần ngại hy sinh mạng mình để khiến Sầm Dương hả giận. Bộ Nhiễm xấu hổ khi từ nhỏ mình từng có hôn ước với sếp của mình khi được cấp dưới nói về chuyện người khác có hôn ước giống với câu chuyện của mình sầm dương liền bị sặc lập tức né tránh bộ nhiễm ra ngoài sầm dương nghe đến việc hủy đơn hàng liền liên tưởng tới việc hủy hôn liền trách mắng cô đặt rồi lại hủy không có trách nhiệm tức giận vào nhà khiến bộ nhiễm ngơ ngác chẳng hiểu gì bộ nhiễm bắt đầu cho công việc mới vừa ra đến xe đã thấy xe bị xì đành phải nhờ xếp lộ cho cô đi nhờ xe đến công ty nhưng sầm dương lại từ chối muốn giữ khoảng cách với bộ nhiễm đành phải gọi tần tuần đến đón mình vừa đến nơi thì lại gặp kerry người mà khi trước ở quán rượu bỏ thuốc vào ly của sầm dương Bất ngờ khi nghe tin cô ta cũng được tuyển vào phẩm thượng, Bộ Nhiễm đến để nhận chức tưởng rằng mình được tuyển vào bộ phận thiết kế nhưng Sầm Dương đã sắp xếp cô tới phòng thị trường đảm nhận chức trợ lý của tổng giám đốc phòng thị trường thủ việc trong 3 tháng, còn là cấp dưới đi theo Kerry. Bộ Nhiễm tức giận đến tìm Sầm Dương vì lời hứa sẽ khiến Taylor xin lỗi mình không ngờ anh đã đưa ra bản ghi âm lời xin lỗi của ông ta cho Bộ Nhiễm khiến Bộ Nhiễm ấm ức nhưng chẳng làm được gì, nhưng không thể đánh mất đi công việc này Bộ Nhiễm đành ký tên vào hợp đồng, Bộ Nhiễm đi pha trà cho Sầm Dương khiến tay bị thương sầm dương trách móc nhà thiết kế lại không biết chăm sóc cho đôi tay của mình bộ nhiễm chẳng chịu thua vì khi còn ở nước ngoài dù rửa bát có nứt cả tay thì bản thiết kế của cô vẫn giành được điểm cao khiến sầm dương không biết nói gì vì loại trà này không thể dùng nước sôi nên sầm dương đã bảo bộ nhiễm đi làm ly khác vừa xuống cầu thang thì bộ nhiễm đã vô tình làm vỡ ly sầm dương bất ngờ khi thấy bộ nhiễm tự động nhặt những mảnh vỡ lên và hứa sẽ đền ly khác cho anh kerry kêu căng muốn bộ nhiễm lên sân thượng chăm sóc cây cảnh chủ tịch biết tin bộ nhiễm chỉ vừa được nhận vào phẩm thượng liền bỏ qua con cờ này bà ta đã cho người vào phẩm thượng từ trước. Bộ nhiễm vì thích thiết kế nên cứ đi ngang qua phòng thiết kế mãi vô tình thấy được hình ảnh họp sôi mỗi của mọi người khiến bộ nhiễm buồn bã. Tôi đến bộ nhiễm đã dán lại chiếc ly khi sáng cô đã làm vỡ cô đã trang trí lên những vết nứt để che đi, khiến chiếc ly sặc sỡ sang trọng hơn. Vô tình gặp Carrie kiêu căng, chưa gì mà đã chê bai đâm chọt bộ nhiễm, cô ta cũng mang theo chiếc cốc mới đến cho Sầm Dương. Sầm Dương theo thường lệ đến cô nhi viện. Cô bày tỏ rằng bản thân thích bản vẽ của Bộ Nhiễm còn muốn đẩy thuyền cho Sầm Dương và Bộ Nhiễm hai người qua lời của những đứa trẻ ở đây giống như công chúa và hoàng tử. Đến công ty đập vào mắt của Sầm Dương là chiếc ly của Bộ Nhiễm tặng, anh đã tặng cho thư ký giao chiếc cốc của Kerry, cô ta thấy thư ký đang cầm chiếc cốc của mình cười gượng và rời đi. Thư ký giao vì sợ Bộ Nhiễm có mưu tính khác nên yêu cầu đợi thời gian để quyết định đưa bản vẽ của Bộ Nhiễm lên để thực hiện. Sếp Lưu không ưng ý về bản vẽ thiết kế nhà tân hôn cho con trai của công ty phẩm thượng liền đến gây rối kerry thuyết phục không được thấy ông ta có thành ý với bộ nhiễm liền kéo cô đến để giải quyết giúp trong lúc bộ nhiễm chỉnh sửa bản vẽ ánh mắt gian xảo của ông ta thể hiện rõ ra ngoài sầm dương nghe tin biết tính cách của lão già này vội đến giải quyết cho rằng cô là người mới đến không thể đại diện cho công ty giải quyết khiến bộ nhiễm nghe những lời này lập tức không vui khi nghe sếp lưu muốn mời bộ nhiễm gặp riêng để bàn chuyện thì sầm dương tỏ vẻ từ chối sau khi bị sầm dương mắng mỏ bộ nhiễm muốn lên sân thượng giải tỏa cảm xúc kerry không buông tha đi theo bộ nhiễm muốn chọc bộ nhiễm còn bảo bộ nhiễm đến xin lỗi sầm dương mặc dù chính Carrie là người bộ nhiễm vào xử lý thế mà giờ lại đổ hết lên người của bộ nhiễm nhìn bộ dạng hóng hách của cô ta khiến nội nhiễm tức điên chú ly tốt bụng đưa cây cảnh cho bộ nhiễm để vào phòng của sầm dương cũng để hai người giải quyết hiểu lầm trong lúc bế cây thì bộ nhiễm xém đã bị ngã may là có sầm dương đỡ cô và giúp bộ nhiễm mang cái chậu vào chưa nói được vài câu thì cả hai lại tranh cãi của xếp lưu bộ nhiễm không hiểu chuyện liền tức giận bỏ đi mặc cho sầm dương gọi tên bộ nhiễm khó chịu rủ tần tuần đi ăn xiên nướng Bên này người mà chủ tịch Hoa cài vào phẩm thượng chính là Kerry cô ta vẫn không chịu thay đổi vẫn làm việc cho dịch Hoa. Nhưng Kerry vẫn chưa đạt được mục đích mà chủ tịch đưa ra là biết được danh tính của lộ tư tề. Thư ký giao đến nhà Sầm Dương để giúp anh sắp xếp quần áo. Đang ăn mì thì cô đột nhiên lại bị đau đầu Sầm Dương đã đưa cô đến bệnh viện. Bộ nhiễm giải tỏa hết tâm sự và nỗi bức xúc của mình cho Tần Tuần nghe. Anh hỏi bộ nhiễm có dao động khi nghe tin cô và Sầm Dương từng có hôn ước với nhau không? Bộ Nhiễm ghét anh ta còn không hết huống chi là dao động, nhưng khi Tần Tuần đề nghị chuyển nhà của bộ Nhiễm thì cô lại từ chối muốn để thêm khoảng thời gian. Vì muốn bảo vệ Tần Tuần không bị thương, bộ Nhiễm đã bị đồ ăn nóng làm phỏng tay, Tần Tuần vội xử lý nhẹ và đưa cô đến bệnh viện, may là vết thương ngoài da nên không sao. Lúc trước ở nước ngoài bộ Nhiễm cũng giúp Tần Tuần có công việc làm thêm ở nhà hàng vì sự lương thiện ấy mà Tần Tuần cũng có tình cảm với cô. Tần Tuần kể về lần trước Sầm Dương đánh Taylor rất mạnh tay, bộ Nhiễm cảm thấy có lỗi khi lúc đó mình đã trách nhầm Sầm Dương không ngờ anh lại là người bảo vệ mình những người lúc này cố tình hãm hại tần tuần có thể là dịch tử hách bộ nhiễm lo lắng người tiếp theo sẽ lại là sầm dương cô liền muốn đi đếm cảnh báo anh nhưng đã bị tần tuần cản lại bộ nhiễm đợi tần tuần rời đi liền trốn ra ngoài vô tình gặp được sầm dương cũng ở đây nói về tình trạng mất trí nhớ của thư ký giao bộ nhiễm phát hiện có người chụp lén muốn đưa tin xấu hãm hại anh liền đi ra cùng nhau phối hợp là một tình nhân tình tứ để qua mắt anh ta trên xe bộ nhiễm nói rằng mình muốn báo đáp làn trước anh đã đánh tay vì quá mệt nên bộ nhiễm đã ngủ quên trên xe của sầm dương đến nơi vì không muốn đánh thức bộ nhiễm nên anh đã âm thầm nhìn ngó vết thương của bộ nhiễm cả hai ánh mắt chạm nhau khiến bộ nhiễm ngại ngùng sầm dương thông báo dự án cô nhi viện công ty đã chọn bộ nhiễm nhưng vì buồn ngủ nên cô đã không để ý đến sáng ra bộ nhiễm mới chợt nhớ vội chạy đến công ty nhắc nhở sầm dương về việc tối qua nhưng anh vờ như không nhớ đến Sầm Dương hỏi tối qua Bộ Nhiễm có nghe được câu chuyện của anh và bác sĩ hay không nhưng vì khoảng cách xa nên cô chỉ nghe được lời tạm biệt không còn gì khác. Sau khi về nhà, Bộ Nhiễm canh lúc Sầm Dương về nấu trà để Sầm Dương nghe mùi và bắt chuyện với mình, và mời xếp vào nhà để uống trà. Sầm Dương liên tục uống trà, Bộ Nhiễm thì đang mong chờ câu nói giống tối hôm qua của Sầm Dương uống no rồi. Sầm Dương muốn về nhưng Bộ Nhiễm không cam tâm kéo Sầm Dương lại vô tình ngã khiến hai đôi môi chạm vào nhau thêm lần nữa. Bởi vì cả ngày bận rộn Sầm Dương chưa được ăn gì, trà của Bộ Nhiễm pha quá đậm khiến Sầm Dương hạ đường huyết bất tỉnh bộ nhiễm cố gắng lấy viên kẹo để cho sầm dương ăn vì muốn che giấu việc của thư ký giao nên sầm dương cho bộ nhiễm biết mình đến bệnh viện là vì bệnh hạ đường huyết và không muốn cho ai biết sầm dương cho phép bộ nhiễm dùng thân phận nhà thiết kế tham gia vào dự án xây lại cô nhi viện và đồng thời cho bộ nhiễm chuyển lên làm nhân viên chính thức trước thời hạn đây là điều bộ nhiễm mong chờ nhất về nhà cả hai đều suy nghĩ về nụ hôn đó đây cũng là nụ hôn đầu của bộ nhiễm người yêu của tử hách đã lấy được bản thiết kế dự án cô nhi viện muốn lan truyền báo chí để hãm hại phẩm thượng quản lý không tốt để bản thiết kế bị lộ sầm dương nghe tin nhà thiết kế chuyển ra làm bản thiết kế bị lộ bộ nhiễm không biết chuyện gì có ý tốt muốn đưa sô cô la cho sầm dương nhưng anh đã không nhận và cho cô nghỉ làm làm rơi hết kẹo trên tay của bộ nhiễm bên này dịch hoa tranh cơ hội lôi kéo các nhà đầu tư về phía mình phẩm thương đang liên tục giải quyết sự cố này gọi tìm nguồn vật liệu để hoàn thành dự án dù trả tiền cao hơn mức thị trường nhưng vì tin đồn này mà khiến mọi người đều quay với sầm dương bộ nhiễm đến công ty thì thấy mọi người đang nghi ngờ mình họ cùng nhau xé chiếc ghế và đào bới chậu hoa của bộ nhiễm vì nghi ngờ bên trong có máy nghe lén thư ký giao còn vứt chiếc ly của cô bố của bộ nhiễm biết tin của con gái đang bị chèn ép ở công ty và thái độ kiêu căng của dịch mẫn tài đụng đến con gái của anh thì anh sẽ không để yên đâu nhé dịch mẫn đức uy hiếp nếu mẫn tài anh ta không biết tiết chế thì vị trí của anh ta cũng chẳng được vài ngày nữa sầm dương trở về thì thấy chỗ làm việc của bộ nhiễm anh trách móc thư ký giao và tin tưởng bộ nhiễm yêu cầu cô tìm ra hung thủ ở sau hơn là nhắm đến bộ nhiễm dù thư ký giao có nói thế nào Sầm Dương vẫn không bỏ bộ nhiễm để cô hy sinh cho công ty. Sầm Dương lên sân thượng tìm bộ nhiễm, bộ nhiễm đang chăm sóc chiếc cây của mình, Sầm Dương đưa thuốc cho bộ nhiễm thoa vào vết thương trên tay của mình. Bộ nhiễm chỉ sợ vụ việc này khiến chậu cây bị chết oan và những đứa trẻ đặc biệt là lo cho Sầm Dương bị áp lực quá lớn không thể giải thích với viện trưởng chứ không hề nghĩ đến bản thân của mình. Bộ nhiễm muốn liên hệ với sếp Lưu để xin giúp đỡ khiến Sầm Dương khó chịu phản đối, tuy mạnh miệng nhưng khi bộ nhiễm nhờ anh bê chậu cây xuống Sầm Dương liền giúp cô biết mẹ của bộ nhiễm sức khỏe không tốt mẹ của tử hách đến lên giọng kiêu ngạo dịch mẫn đức xuất hiện với bộ dạng khác thường ngày nói vài lời khiến cô ta cầm nín mẫn đức đến tìm gặp sếp lưu để bàn chuyện bộ nhiễm cũng vô tình nghe được trò chuyện của hai người ông nghe được sếp lưu có ý thích bộ nhiễm liền tức giận giả vờ đổ ly cà phê lên người ông ta bộ nhiễm cảm động với người cha luôn âm thầm bảo vệ mình mẫn đức vốn dĩ diễn vai nghiện rượu để bà nội đổ hết bất mãn của gia đình mình lên người của ông những giờ thấy con gái bị hại ông không thể làm ngơ Bộ nhiễm nghe cô giáo đang trách mắng cậu bé không nghe lời vẽ bậy lên giày của mình. Bộ nhiễm vào kịp ngăn cản. Bộ nhiễm hiểu biết về thời gian cô lên mạng tìm kiếm chiếc giày mà trợ giảng đang mang. Có giá hơn 10.000 trong khi làm nghề trợ giảng ở cô nhi viện lương lại không cao. Bộ nhiễm và Tần Tuần nghi ngờ cô gái này làm việc cho tử hách, liền đi điều tra. Tần Tuần thấy cô gái đang đợi tử hách. Cô ta đã bị tử hách mê hoặc Tần Tuần đưa cho cô xem tử hách đang cùng cô gái khác tình tứ, còn bảo cô phiền phức, nghe những lời này khiến cô đau lòng bộ nhiễm muốn theo sau tử hách vào trong nhưng bị vệ sĩ nhận ra và ngăn cản theo sát bộ nhiễm ra xe muốn tìm cách trốn nhưng lại bị bắt lại may là có sầm dương ra tay viện trợ cả hai bắt đầu xông lên vì muốn bảo vệ sầm dương bộ nhiễm đã bị đánh trúng tay của sầm dương cũng bị thương thư ký giao cũng kịp đến giúp hai người khỏi đám người quay quanh sầm dương vào trong nhưng tử hách đã đến sớm một bước dùng giá cả cao nhất mua đứt hàng của giám đốc vương thư ký giao tức giận đổ hết tội lên người của bộ nhiễm cho rằng do cô mà đã bị chậm trễ Mẫn Đức về nhà thì lại bị chủ tịch trách mắng vì đã từ bỏ nhà họ Dịch giúp Lộ Minh Vũ cha của Sầm Dương, bà ấy còn ném đi cả hình ảnh hai mẹ con chụp với nhau. Với bà bây giờ chỉ có tiền và công ty muốn đuổi Mẫn Đức ra khỏi nhà, ông không nói lời nào lặng lẽ bỏ hết tiền và thẻ ở lại cùng vợ rời đi. Bộ Nhiễm sang nhà để nói lời cảm ơn anh đã giúp cô khỏi đám vệ sĩ và bảo vệ cô khỏi xếp lưu, Bộ Nhiễm đã chuẩn bị nhiều kẹo cho Sầm Dương. Bộ Nhiễm gọi cho bố để nói về sự việc, nhưng bố cô biết chắc Sầm Dương có kế hoạch dự phòng nên chỉ cần yên lặng ngồi chờ kết quả. Bộ nhiễm đến tìm bà nội, muốn cho bà ấy tin Sầm Dương là người mưu kế không thể đánh bại anh ta một cách dễ dàng đó chỉ là cái bẫy. Và muốn tử hách quay đầu là bờ để không phải hối hận và mất tiền nhưng bà ta đã làm việc nhiều năm biết rằng bộ nhiễm đang muốn thao túng bà vào vỡ kế hoạch của tử hách. Và thông báo cho bộ nhiễm biết bố mẹ của cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ dịch, mọi chuyện vừa rồi đã bị thư ký giao nghe được và gửi cho Sầm Dương. Anh cùng chú Lý giả vờ như đang trách móc bộ nhiễm và nói ra kế hoạch của mình để Carrie nghe được và báo tin cho Dịch Hoa. Thế là Dịch Hoa đã dần bước vào bẫy của Sầm Dương trong lúc chủ tịch đang nghĩ đến lời nói của bộ nhiễm thì kerry cũng gọi đến là thuật lại những gì mình nghe được giống như cách mà bộ nhiễm nói kerry gửi tấm hình mình chụp được chủ tịch phát hiện ra đây là người mà bố của sầm dương tin tưởng nhất không ngờ ông ta luôn ở phía sau giúp sầm dương bộ nhiễm mau chóng đến nơi ở của bố mẹ hiện tại gia đình của bộ nhiễm chỉ muốn cùng nhau sống hạnh phúc không cần phải sống trong biệt thự rộng lớn kia bộ nhiễm buồn vì mình đã xử lý không được tốt vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu thì đã kết thúc bộ nhiễm thật lòng muốn giúp phẩm thượng và bọn trẻ ở cô nhi viện nhưng lời này đã bị Sầm Dương ở ngoài nghe được. Viện trưởng gọi Sầm Dương đến cô nhi viện ở đây cũng có chủ tịch công ty dịch hoa, chưa gì mà cả hai đã tranh luận gây gắt. Thấy viện trưởng Trần đứng về phía Sầm Dương chủ tịch muốn lấy lòng nên đã quyết định phối hợp với Sầm Dương. Bộ nhiễm cũng đến cô nhi viện, cô thấy bà nội từ trong bước ra, liền nghĩ dịch hoa đã thắng, bộ nhiễm thấy vậy tự trách móc bản thân. Bộ nhiễm thất vọng vì lời hứa xây dựng cho những đứa trẻ khiến cô bật khóc Sầm Dương thấy vậy ôm bộ nhiễm an ủi không thể không bật cười. Trong lúc ăn thấy bộ nhiễm vẫn khóc Sầm Dương phải nói sự thật, và bộ nhiễm vẫn được ở lại công ty khiến cô trở nên vui vẻ sau khi xử lý xong mọi việc những nguồn đầu tư liên hệ muốn hợp tác với phẩm thượng thông báo việc thanh minh cho bộ nhiễm và cho cô đi làm lại sếp lưu muốn gặp bàn chuyện làm ăn với phẩm thượng thì sầm dương yêu cầu phải có được sự tha thứ từ bộ nhiễm thì phẩm thượng mới đồng ý cho ông ta cơ hội và những ai nói xấu cô ấy đều phải chân thành xin lỗi bộ nhiễm kerry không muốn nhưng buộc phải làm kerry ra ngoài nịnh bợ khai ngợi thư ký giao muốn tìm hiểu thông tin của em gái của xếp lộ mà muốn được thư ký giao dẫn cô đến gặp tư tề em gái của sếp thư ký giao nói qua loa và rời đi. Chuyện này khiến chủ tịch tức giận về cha con dịch mẫn tài, chủ tịch muốn nhanh chóng tìm ra tư tề đây là điểm yếu của sầm dương mới có thể bắt thóp được anh hiệu quả nhất. Kerry nghe ngóng được tin tư tề ở Tây Tạng nên đã thông báo cho chủ tịch và ra lệnh cho tử hách đi. Bộ nhiễm được mọi người trong công ty xin lỗi biết được đây là ý của sầm dương. Bộ nhiễm tìm gặp và cảm ơn anh sau khi rời đi sầm dương nghĩ về cảnh tượng uống trà khi ở nhà của cô về nhà thì lại ngắm hình vẽ chân dung của bộ nhiễm vẽ mình anh luôn để nó ở chỗ tủ đồ còn lo sợ vì lần trước ở cô nhi viện sầm dương đã giấu chuyện của dịch hoa khiến bộ nhiễm khóc nên làm cô giận trong đầu liên tục nhớ về hình ảnh của bộ nhiễm không thể tập trung làm điều gì sầm dương vô tình gửi tin nhắn cho bộ nhiễm sầm dương tìm lý do đặt những món ăn để bộ nhiễm nấu nếu ngon sẽ giảm tiền thuê nhà nếu giờ thì việc cải tạo cô nhi viện sẽ không cho bộ nhiễm tham gia nữa Bộ nhiễm tức giận đứng trước nhà Sầm Dương liên tục múa võ không biết được anh đang ở sau cánh cửa thấy hết toàn bộ hành động vô tri của Bộ nhiễm. Sầm Dương vẽ những hành động của Bộ nhiễm lên cuốn sách những hành vi kỳ lạ của anh. Sáng hôm sau Bộ nhiễm đưa đồ ăn cho Sầm Dương vì được tham gia vào dự án cô nhi viện Bộ nhiễm hứa ngày nào cũng nấu cháo cho Sầm Dương đến khi xếp lộ khỏe hơn. Bộ nhiễm lấy cuốn sách của Sầm Dương đọc sợ thấy được những hình ảnh tối qua nên anh đã lấy lại. Bộ nhiễm đã giúp Tiểu Dương sửa lại bản thiết kế khiến mọi người đều khen ngợi tài năng của Bộ nhiễm bộ nhiễm đã thiết kế cho tần tuần một căn hộ rất đẹp nhưng tần tuần nói thiếu một bà chủ thế là bộ nhiễm dẫn anh đến góc xem mắt khiến tần tuần bất lực đến cạn lời có bà cô đến hỏi xem mắt tần tuần liền nói điêu để đuổi bà ấy đi lần trước bộ nhiễm thấy cổ của thư ký giao đau nên bộ nhiễm có ý tốt để vào phòng cô thuốc bôi thư ký giao không biết chuyện còn trách móc bộ nhiễm và hiểu nhầm ý tốt của bộ nhiễm thư ký giao đến nói việc này cho sầm dương sợ bộ nhiễm sẽ biết được chuyện bệnh của thư ký giao nên sầm dương sẽ gửi lời giữ khoảng cách giữa cô và bộ nhiễm bộ nhiễm đến đưa hồ sơ cho sầm dương anh cũng nói về việc của thư ký giao và yêu cầu cả hai về chung nhưng bộ nhiễm còn việc phải làm nên từ chối vào nhà vệ sinh bộ nhiễm phát hiện thư ký giao không khỏe muốn đưa cô đến bệnh viện nhưng thư ký giao từ chối thư ký giao ngất đi bộ nhiễm không thể bỏ mặt liền đưa cô đến bệnh viện sầm dương vội chạy đến khiến bộ nhiễm hiểu lầm sầm dương với thư ký giao quen nhau nhưng giả vờ độc thân khi rời đi bộ nhiễm khác hiện có người theo sau để chụp hình nên bộ nhiễm đã ở lại để yểm hộ đợi cả đêm sầm dương ra ngoài bất ngờ khi bộ nhiễm còn ngồi ở đây bộ nhiễm tức giận lấy chìa khóa xe của anh trên đường bộ nhiễm liên tục thể hiện kỹ năng lái xe của mình khiến sầm dương xanh mặt trong lúc dừng đèn đỏ bộ nhiễm nói xa bức xúc của mình và ý tốt muốn giúp đỡ thư ký giao lại còn bị sầm dương nói vô cớ nói hai người có mối quan hệ mà sầm dương lại không quan tâm đến cô ấy về tới nhà sầm dương giải thích hai người chỉ là đồng nghiệp nhưng bộ nhiễm lại không tin cả hai tức giận vào nhà trong mơ bộ nhiễm thấy mình đang làm người hầu để trả nợ cho sầm dương và đã bị đuổi khỏi phẩm thượng vì vợ của anh không thích không ngờ vợ của Sầm Dương lại là thư ký giao khiến Bộ Nhiễm tỉnh dậy. Bố mẹ của Bộ Nhiễm đang đi dạo cùng nhau thì bắt gặp vợ của Dịch Mẫn Tài đến trách móc do Tuệ Vân mới khiến anh rể rơi vào tình cảnh khó khăn như bây giờ. Nhưng Mẫn Đức cho rằng cả hai vẫn sống hạnh phúc với nhau là được khiến bà ta tức giận bỏ đi. Bộ Nhiễm nhận được lương liền vui mừng vì có thể phụ giúp bố mẹ. Bố của Bộ Nhiễm nghe con gái thích uống trà liền mua cho cô. Bộ Nhiễm mua đồ đến cho bố mẹ. Mẹ của cô phát hiện lúc nào Bộ Nhiễm cũng nhắc đến sếp lộ sợ rằng Bộ Nhiễm sẽ nảy sinh tình cảm với Sầm Dương, Bộ Nhiễm cũng khẳng định sẽ không có. Bộ nhiễm nghĩ về mọi chuyện có lẽ nào cô đang ghen với việc Sầm Dương có bạn gái. Bộ nhiễm cố tình tránh né Sầm Dương, giả vờ buộc dây dày và bỏ chạy vào phòng họp. Ra ngoài cả hai vô tình va phải nhau bộ nhiễm vội chạy lên phòng của Sầm Dương tỉnh tĩnh lại và đi xuống. Thư ký giao nhận ra ý tốt của bộ nhiễm muốn mời cô đi uống rượu. Bộ nhiễm hứa sẽ không nói qua mối quan hệ bí mật giữa cô và Sầm Dương. Thư ký giao thấy bộ nhiễm hiểu lầm liền giải thích cho bộ nhiễm hiểu về mối quan hệ đồng nghiệp giữa hai người. Thư ký giao còn sợ Sầm Dương không có người yêu. Chú hai của bộ nhiễm đến muốn trêu gẹo cô và thư ký giao, bộ nhiễm thẳng tay hất nước vào mặt ông ta, thư ký giao không chịu thua khiến giám đốc dịch chẳng biết làm gì đành để hai người rời đi. Để tiếp tục cuộc vui cả hai về nhà bộ nhiễm để uống, bộ nhiễm tâm sự về việc mình cố gắng thuê nhà đối diện Sầm Dương để khiến anh nhận mình vào công ty. Sầm Dương là người rất khó để thích người khác vì nếu thích ai đó thì người ấy sẽ là điểm yếu của mình nên Sầm Dương ít khi thể hiện tình cảm, cả hai ngày càng hợp ý nhau hơn. Hai người uống rất nhiều trò chuyện cùng nhau cả đêm, sầm dương biết thư ký uống cùng bộ nhiễm liền qua xem tình hình bộ nhiễm tưởng người trước mặt là thư ký giao cô muốn cảm ơn vì thư ký giao đã đồng ý làm bạn với cô vì những năm nay bộ nhiễm cứ một mình lao hết sức về phía một tiêu nên việc kết bạn với nhiều người đó không phải là điểm mạng của bộ nhiễm hôm sau vẫn như thường ngày bộ nhiễm mang cháo qua cho xếp lộ anh đứng đợi cô cả buổi nhưng khi bộ nhiễm đến thì lại tỏ vẻ thanh cao ra gặp cô bộ nhiễm vui mừng khi mình được tham gia lễ khởi động của dự án cô nhi viện bộ nhiễm được mọi người khen ngợi về tài năng thiết kế của cô sầm dương muốn bộ nhiễm thay mình phát biểu vài câu những lời nói của bộ nhiễm khiến mọi người đều cảm thấy xúc động bộ nhiễm không ngừng làm việc khác với bộ dạng thường ngày bộ nhiễm rất nghiêm túc với dự án này cuối cùng cũng hoàn thành xong mọi thứ bọn trẻ rất thích nó bộ nhiễm cùng sầm dương chơi đùa cùng những em nhỏ bọn trẻ còn đẩy thuyền cho hai người làm cho hai người vương miện để làm công chúa và hoàng tử sầm dương bên ngoài thấy tần tuần và bộ nhiễm trò chuyện thân thiết cùng nhau liền khó chịu vội lấy cơ có bản kế hoạch quan trọng cần xem để bộ nhiễm rời đi về công ty lấy và mang về nhà cho anh sẵn tiện mời bộ nhiễm vào trong uống trà sầm dương đang tìm mọi cách để lấy lòng bộ nhiễm trong khi nói chuyện bộ nhiễm liên tục khen ngợi tần tuần khiến sầm lượng khó chịu trong người bộ nhiễm muốn trả lại nhà thuê cho sầm dương vì cảm thấy bất tiện nhưng sầm dương lại kịch liệt phản đối hôm nay là sinh nhật của kerry cũng là ngày ăn mừng cải tạo cô nhi viện cô ta muốn choàng tay uống rượu cùng xếp lộ nhưng lại bị anh từ chối kerry liên tục thúc giục bộ nhiễm uống dù cho cô đã từ chối kerry cố chấp bộ nhiễm buộc phải uống được nước lấn đến cô ta muốn bộ nhiễm uống cạn sau đó lại muốn chúc mừng xếp lộ bộ nhiễm lại uống tiếp liên tục nhiều chai khiến bộ nhiễm ngất đi sầm dương đưa bộ nhiễm về nhà tân tuân cũng bắt gặp được cảnh này thư ký kim sau khi tiễn hai người lên nhà trong đầu cô lại hiện lên ký ức mờ nhạt nào đó khiến cổ bắt đầu đau lên vội đến bệnh viện kiểm tra tân tuân cũng đi theo sau để nghe ngóng chuyện vì bộ nhiễm say không mở khóa nhà được nên sầm dương đành đưa bộ nhiễm về nhà mình còn nhường phòng của mình cho cô tối hôm qua bộ nhiễm trong khi say xỉn tưởng sầm dương là tần tuần bộ nhiễm hỏi anh có khi nào mình thích sầm dương hay không tim của mình cứ bị nghẹn nghẹn Sầm Dương cho rằng bộ nhiễm thích mình nên muốn chuyển nhà để tránh xa anh ra, chúng vào tim đen bộ nhiễm chỉ biết cười gượng. Bộ nhiễm kể về nam thần bí ẩn của mình 7 năm trước khi bị bà nội đuổi ra khỏi nhà, người này đã giúp cô che mưa đưa cô vào trú mưa nhưng cô chẳng biết mặt mũi của anh ta. Sầm Dương muốn bộ nhiễm ở đây không chuyển đi vì anh đã quen bộ nhiễm là hàng xóm của mình, sau này bánh xe của cô bị hỏng có thể đi nhờ xe của anh. Nếu như bộ nhiễm tiếc tiền thuê nhà thì anh có thể cho cô vay trước, khi có Sầm Dương bên cạnh thì sẽ không để cô phải uống rượu nữa khi bị chuột rút có thể gọi anh bất cứ khi nào. Buổi tối có thể tới nhà anh ăn mì khiến bộ nhiễm nghĩ về bát mì mà người vệ sĩ bí ẩn 7 năm trước đã cho cô, có chút rung động. Vì bộ nhiễm trễ giờ làm Kerry đã liên hệ cho Sầm Dương báo cáo, anh đã nói dối để giúp bộ nhiễm. Vì tối hôm qua bộ nhiễm uống rượu nhiều nên xếp lộ không yên tâm để bộ nhiễm tự lái xe đến công ty. Đến nơi bộ nhiễm vô tình làm rơi điện thoại xuống dưới xe, cả hai cùng nhặt chiếc điện thoại khoảng cách gần khiến bộ nhiễm ngại ngùng rời đi bên này từ hách sau khi từ tây tạng trở về thì vẻ ngoài điển trai đã không còn thấy đồ ăn liền nhà đến ăn lấy ăn để còn chẳng tìm ra được tung tích của lộ tử tề vì ở tây tạng có rất nhiều người tên tử tề không thể phân biệt được đâu mới là lộ tử tề em gái của lộ sầm dương thư ký giao đến tái khám ký ức của cô liên tục thoáng qua từ lời bác sĩ thì sầm dương từng nói cô là em gái mà anh yêu thương nhất mà muốn thư ký giao hỏi lộ tử tề ra ngoài thì bắt gặp tần tuần ở đây cả hai chào hỏi vài câu và rời đi sầm dương nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và tần tuần trong lòng nổi cơn ghen khiến sầm dương cầm ly không mà uống sầm dương muốn bộ nhiễm về nhà nghỉ ngơi nhưng vẫn được tính lương nhưng bộ nhiễm từ chối và tiếp tục làm sầm dương tặng cho kerry chiếc vòng nói rằng tử tề ở tây tặng gửi về kerry tra lên mạng và trách móc do bộ nhiễm cản trở mới khiến cô ta không thể tán được sầm dương muốn trả thù thế là kerry đưa hồ sơ làm việc được sầm dương giao cho bộ nhiễm làm dù đây bộ nhiễm không có kinh nghiệm về mảng này bộ nhiễm phải tăng ca mặc dù dạ dày đang rất đau may là tần tuần giả vờ giao đồ mới có thể vào được công ty tần tuần giúp bộ nhiễm làm việc sầm dương vô tình bắt gặp liền tức giận vì tần tuần dám lẻn vào công ty của mình sầm dương cố tình nói về việc bộ nhiễm qua đêm tại nhà của mình và được ăn chăm sóc khiến tần tuần tức giận bảo bộ nhiễm ra ngoài thấy tình hình không ổn bộ nhiễm liền can ngăn sầm dương lấy tài liệu để mình làm thay bộ nhiễm tần tuần muốn đưa bộ nhiễm về sầm dương dọa báo cảnh sát bộ nhiễm sợ lớn chuyện nên đã về chung với xếp lộ bộ nhiễm vì ngại ngùng nên đã lấy cớ tự gọi xe về trên đường về bộ nhiễm cứ suy nghĩ về những lời nói của sầm dương làm bản thân rung động bắt gặp cảnh tử hách đi cùng cô người yêu mới cô đến giải vây cho trợ giảng ở cô nhi viện nhưng không ngờ lại khiến bản thân tức tối hơn nhà họ dịch nghe tin lộ sầm dương sắp tới sẽ hợp tác với bất phàm chi địa đang rất nổi tiếng hiện nay đang suy nghĩ cách để chống lại phẩm thượng từ hách quen được cô bạn gái rất nổi tiếng hơn cả taylor chắc chắn sẽ giành được chiến thắng bà nội cũng tin tưởng mà giao cho từ hách kerry thấy việc mình giao cho bộ nhiễm được thuận lợi cô ta cho rằng bộ nhiễm dù sắc đẹp để quyến rũ xếp lộ bộ nhiễm chẳng chịu thua nói vài câu khiến cô ta chẳng biết nói thêm gì Bộ Nhiễm đến phòng họp gặp bất phàm chỉ địa được khen ngợi và đề xuất cho Bộ Nhiễm tỉ thí với Trần Mạn Ni nhà thiết kế nổi tiếng, Sầm Dương cũng ngầm ủng hộ Bộ Nhiễm. Sầm Dương cũng đã chuyển Bộ Nhiễm lên phòng thiết kế ở đó không còn việc cấp trên chèn ép nhân viên để Bộ Nhiễm có thể phát huy tất cả năng lực của mình. Bộ Nhiễm nói ra nỗi bất an của mình khi đối đầu với Trần Mạn Ni, cảm thấy bản thân sẽ không có phần thắng. Sầm Dương thấy bộ dạng co rúng của Bộ Nhiễm anh quyết định sẽ từ bỏ việc hợp tác. Bộ Nhiễm phiền não muốn đến tâm sự với bố về việc cảm thấy bế tắc khi được xếp lộ coi trọng. Bố của cô trải qua nhiều điều nên dễ dàng khuyên nhũ con gái cố gắng. Ông biết được Trần Mạn Ni từng thích lộ sầm dương vì không được đáp trả nên cô ta mới quyết định chọn tử hách. Về đến nhà bộ nhiễm thấy được cảnh Trần Mạn Ni đang trách móc sầm dương vì không chọn mình. Còn chế nhạo nhà thiết kế ở phẩm thượng không xứng làm lót chân cho cô. Bộ nhiễm không thể đứng nghe những lời nói này từ cô ta bộ nhiễm cảm thấy mất mặt cho những người học thiết kế vì cô ta đem thiết kế để trả thù cho tình yêu của mình. Trần Mạn Ni muốn khiêu chiến với bộ nhiễm ở bất phàm chi địa, tự tin sẽ đè bẹp bộ nhiễm. Bộ Nhiễm trở về với trạng thái lo lắng, Sầm Dương bên cạnh động viên và cho Bộ Nhiễm gợi ý để có ý tưởng thiết kế. Cả hai nắm tay nhau cũng như đang truyền lửa để Bộ Nhiễm có thể quyết tâm hơn không phải sợ hãi. Hôm sau Bộ Nhiễm đến tham quan nhà của Dì Vương cẩn thận từng chút một, đồng nghiệp xem qua hình ảnh của Bộ Nhiễm liền chê Bộ Nhiễm mang chiếc túi rách không chỉnh chu khiến công ty mất mặt. Sầm Dương cũng vô tình nghe được những lời này khi đạo diễn hỏi Bộ Nhiễm quay video để tạo hình đẹp nghĩ về lời khen của Sầm Dương. Bộ nhiễm đơn giản không như Trần Mạn Ni về chiếc túi giản dị này bộ nhiễm chẳng nghĩ nhiều chỉ quan tâm nói nhẹ và đựng được nhiều. Thư ký giao đến tặng cho bộ nhiễm chiếc túi khác nhưng cô đã từ chối món quà lớn này chỉ cần đổi bữa ăn. Cả công ty cũng xôn xao về việc xếp lộ mang theo chiếc túi đơn giản rẻ tiền. Khi ăn bộ nhiễm cũng không quên làm việc, muốn làm theo ý muốn của dì Vương, bộ nhiễm được những người bên cạnh ủng hộ cũng khiến bản thân có lên động lực hơn. Xem kết quả số liệu thì Trần Mạn Ni vẫn dẫn trước, dịch hoa tự tin bộ nhiễm sẽ thua muốn dùng chuyện này để lộ thân phận của bộ nhiễm và dựng lên chuyện bộ nhiễm làm việc cho dịch hoa để khiến lộ sầm dương thất vọng và sự phản bội của bộ nhiễm để lộ sầm dương gục ngã thấy bộ nhiễm làm việc liên tục sầm dương đã gọi đồ ăn về để bồi bổ cho bộ nhiễm ăn xong còn đưa cho bộ nhiễm thuốc ngửa mụn bộ nhiễm đang từng bước hoàn thiện thiết kế lại ngôi nhà của dì vương căn nhà cũ kỹ đã được bộ nhiễm sửa lại khiến căn nhà trở nên có sức sống hơn thoáng mát hơn dì vương rất thích kết quả mà bộ nhiễm mang lại từ hách cùng cô bạn gái nổi tiếng đang tình tứ thì bị sầm dương đến cắt ngang vì Trần Mạn Ni đã ngang nhiên dùng thiết kế mua lại để tham gia thi đấu chứ chưa hề động bút, Sầm Dương đã theo dõi và lấy được bằng chứng để tố Trần Mạn Ni lên mạng xã hội, thế là cộng đồng mạng đều quay lưng về phía cô, liên tục chê bai công kích, vì làm bể chuyện tử hách cũng chẳng cần tỏ vẻ yêu thương cô ta liền trở mặt, không muốn bị Liên Lụy bỏ mặt Trần Mạn Ni ở lại ở nơi hẻo lánh. Sau khi hoàn thành xong cuộc thi thư ký giao cùng bộ nhiễm ăn uống thì Trần Mạn Ni không cam tâm đến hất nước vào bộ nhiễm trách bộ nhiễm đã làm hỏng chuyện hạnh phúc của mình vì chỉ có chiến thắng cuộc thi mới khiến Trần Mạn Ni được gả vào nhà Dịch Hoa. Trần Mạn Ni vẫn mù quáng muốn gả vào nhà lớn Dịch Hoa dù cô ta chỉ là người để tử hách lợi dụng. Thư ký giao dọa dạ báo công an mới khiến cô ta ngưng làm loạn. Sầm Dương đến thăm Dì Vương, Dì ấy rất thích bộ nhiễm luôn miệng khen ngợi tài năng của bộ nhiễm. Bộ nhiễm cũng đến đây, cô cũng biết được Sầm Dương vì mình mà đứng ở phía sau làm nhiều chuyện để giúp đỡ mình. Anh còn nhẹ nhàng chỉnh nón cho bộ nhiễm còn một chút nữa là bộ nhiễm nhà ta lại ngất đi vì sự tinh tế này. Cả hai cùng nhau ngồi trên thuyền vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện cùng nhau. Sầm Dương vốn thích những nơi yên tĩnh, đợi sau khi phẩm thượng chiến thắng Dịch Hoa thì anh mới có thể dọn tới nơi này để sống. Sầm Dương muốn quan điểm kinh doanh của Dịch Hoa thống nhất với phẩm thượng, đoàn kết làm ăn đưa lại cho khách hàng không gian sống có chất lượng có giá trị hơn. Đây cũng là di nguyện của bố anh. Trong lúc đi dạo Sầm Dương lại một lần ngỏ lời muốn Bộ Nhiễm tiếp tục ở lại làm hàng xóm với mình, Sầm Dương tặng cho Bộ Nhiễm chiếc buộc tóc. Bộ Nhiễm quay người muốn Sầm Dương buộc cho mình, đây cũng là lần đầu xếp lộ tự buộc tóc cho người con gái lạ. Khiến tóc của Bộ Nhiễm bị đau, Bộ nhiễm cũng đồng ý ở lại gần anh. Trời đột nhiên chuyển mưa cả hai vui vẻ chạy dưới chiều mưa lãng mạn. Thư ký giao muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho bộ nhiễm. Tần tuần hiểu rõ tính của bộ nhiễm không thích tổ chức. Thấy vậy thư ký giao chào hỏi vài câu cũng rời đi. Sau khi gặp tần tuần cổ của cô lại bắt đầu đau lên. Về đến nhà bộ nhiễm chê rằng phong thủy ở đây không tốt khiến xe cán phải đinh. Sầm Dương liền đồng ý cho bộ nhiễm đi xe của anh. Bộ nhiễm cùng tần tuần ăn xiên nướng món cô thích để chúc mừng chiến thắng. Trong lúc ăn bộ nhiễm được một bạn sinh viên nhận ra và ngưỡng mộ tài năng của bộ nhiễm. Sầm Dương ở nhà luôn đợi bộ nhiễm trở về lại gặp người bảo vệ đang nhìn ngó lên, bị Sầm Dương phát hiện anh ta cũng lấy cớ tuần tra để rời đi. Thấy bộ nhiễm đã về Sầm Dương muốn mời bộ nhiễm ăn mì nhưng vì ăn với tần tuần cả buổi nên bộ nhiễm chẳng thể nào ăn nổi nữa. Đây là ngày đầu tiên bộ nhiễm làm việc ở phòng thiết kế, mọi người ở đây nhất yêu thích bộ nhiễm khiến bộ nhiễm cũng thoải mái hơn trong công việc. Sầm Dương đến quán của ông chú thân thiết, chú ấy cho bộ nhiễm xem ảnh chụp chung của mình và bố của Sầm Dương có cả lộ tử tế lúc nhỏ. Sầm Dương muốn để tử tế hồi phục trí nhớ mới đến gặp chú ấy. Tần Tuân cũng từ trong quán bước ra, anh là con ruột của Lộ Minh Vũ là anh cùng cha khác mẹ với Lộ Tử Tề hiện là thư ký giao. Bộ Nhiễm sau khi tan làm, ra ngoài thì thấy những người đồng nghiệp đã âm thầm tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mình. Lần đầu tiên Bộ Nhiễm cảm nhận được tình cảm của những người bạn khiến Bộ Nhiễm rất hạnh phúc. Bộ Nhiễm không quên mang bánh lên cho chú Lý, Sầm Dương ở phòng đang chờ đợi Sầm Dương mời mình bánh kem. Bộ Nhiễm đến mời Sầm Dương sau đó có hẹn và vội đi, chú Lý nhắc nhở Sầm Dương nắm bắt cơ hội chưa qua 12 giờ thì vẫn còn làm sinh nhật. Bộ Nhiễm có hẹn với Tần Tuần, cả hai về nhà mới của tần tuần mà bộ nhiễm đã giúp anh thiết kế tần tuần cùng bộ nhiễm chơi trò thách hoặc thật bộ nhiễm chọn nói thật anh hỏi cô về hình mẫu lý tưởng trước tiên là vai rộng để cô cảm thấy an toàn gương mặt ưa nhìn những điều này tần tuần đều có nhưng bộ nhiễm coi như đó chỉ là câu nói đùa cả hai chơi thách thật đến lượt tần tuần bộ nhiễm hỏi anh lý do đến lão hỏa kế nhưng nghe câu trả lời của tần tuần bộ nhiễm cảm thấy không chân thật thế là anh phải uống tới lượt của bộ nhiễm anh hỏi cô có thích người khác giới nào không nhưng bộ nhiễm lại đánh chống lãng và cho rằng mình thích nhiều ngôi sao nam nhưng đó không phải là câu trả lời mà tần tuần mong muốn Lượt cuối buổi nhiễm lại bị chúng tần tuần mạnh dạn hỏi bản mình có thể làm bạn trai của cô không vô nhiễm chẳng suy nghĩ nhiều cứ nghĩ đây là trò đùa của tần tuần anh nghiêm túc lấy ra món quà mà mình đã chuẩn bị sẵn tần tuần đã thích cô từ lâu Bộ nhiễm không ngờ rằng người bạn mà mình coi trọng nhất lại thích mình khiến cô ngẩn ngơ không biết phải phản ứng như thế nào lúc này xem dương gọi đến bảo rằng mình đã tìm thấy vệ sĩ 7 năm trước đã giúp bộ nhiễm đúng là chiếc áo ấy năm ấy bộ nhiễm liền gửi lời xin lỗi đến tần tuần bộ nhiễm cũng nói rõ mình chỉ xem anh là bạn bè và không có tình cảm nam nữ và rời đi. Thư ký giao ở bệnh viện trong đầu cô lại có những lời nói quen thuộc nhưng chẳng nhớ gì. Bộ nhiễm cũng đã tới nơi nơi mà 7 năm trước cô đã quỳ dưới mưa cũng là thời gian mà cô đã gặp được anh vệ sĩ bao lâu nay cô luôn nhớ đến. Bộ nhiễm đến hồi hộp muốn mở cánh cửa ra. Nhưng lại nghĩ đến lộ sầm dương khiến cô quay người lại cô liền gọi cho thư ký giao vừa nghe câu chuyện mà bộ nhiễm nói thư ký giao liền biết đó là lỗ sầm dương. Thư ký giao khuyên bộ nhiễm suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nếu bản thân không thật sự dành thì cảm thì đừng nên mở cánh cửa ấy. Bộ nhiễm gửi lời xin lỗi và cảm ơn Sầm Dương vì đã giúp mình tìm ra người vệ sĩ và rời đi Sầm Dương vội chạy ra nhưng cũng đã chậm một bước. Trên xe bộ nhiễm thấy Sầm Dương đã để ảnh chân dung mà bộ nhiễm phát họa cho Sầm Dương, hình như bộ nhiễm đã thích Sầm Dương. Sáng hôm sau như thường lệ bộ nhiễm đến đưa cháo cho Sầm Dương thấy bộ dạng rụt rè của cô Sầm Dương hỏi cô có người trong lòng nhưng Tầm Dương áp ún phủ nhận. Vì thấy bộ nhiễm luôn được Tần Tuần bên cạnh giúp đỡ chủ tịch đã điều tra danh tính của Tần Tuần nhưng lại không biết được nhiều thông tin thật với anh hôm sau tần tuần gọi để nói lời xin lỗi với bộ nhiễm về chuyện tối hôm qua Sầm dương và bộ nhiễm đều bị cảm vì không đủ can đảm nên Sầm dương đã nhờ chú lý đưa thuốc cho bộ nhiễm thơ ký giao biết được chuyện hôm qua liền hỏi sầm dương thích bộ nhiễm nhưng sầm dương chẳng nói lời nào kerry thấy thuốc mà sầm dương mua cho bộ nhiễm liền đến chọc gạo bộ nhiễm bình tĩnh đáp trả khiến cô ta chẳng biết nói gì kerry nói chuyện mình gặp cho giao lạc phi nhưng cô bình thản như chẳng có chuyện gì kerry thông báo chuyện cho chủ tịch bà tay muốn cô thúc đẩy hai người nhiều hơn tiền bạc không thành vấn đề khả hân nghe được chuyện này cô ta liền thông báo với chồng muốn tự thông báo thân phận của bộ nhiễm để cả nhà của cô không bị bất lợi sầm dương xem camera thấy bộ nhiễm không khỏe vội chạy đi tìm cô liền bị thư ký giao chặn vì bên truyền thông muốn hẹn sầm dương để phỏng vấn sầm dương vội nói nhanh và giao việc này lại cho giao lạc phi và vội chạy đi ra ngoài thì thấy bộ nhiễm đã gọi xe về hẹn ăn mì sau khi bộ nhiễm nghỉ ngơi thông qua những việc này lạc phi cũng có đáp án rằng sầm dương có thích bộ nhiễm hay không sầm dương cũng không ngại ngần mà nói rằng bản thân thích bộ nhiễm Thư ký giao nhắc nhở về thân phận của Bộ Nhiễm nếu bị lộ sẽ khiến đồng nghiệp ở công ty có suy nghĩ khác. Bộ Nhiễm về đến nhà thì thấy những dòng chữ ở trước nhà nói rằng cô là người nhà họ Dịch. Bố của Bộ Nhiễm cũng gọi đến ở nhà lại có nhiều người hâm mộ đến nhà cô và muốn chụp ảnh. Mẹ của Bộ Nhiễm vì ồn ào quá nên khiến bản thân không khỏe không suy nghĩ nhiều Bộ Nhiễm gọi tần tuần cùng mình đi đến nhà của bố mẹ đến nơi thì thấy Trần Mạn đi. Vì cây cú chuyện cũ nên đã dẫn đám người báo chí này đến cố tình quấy giày nhà của cô và nói ra thân phận của bộ nhiễm cho rằng bộ nhiễm cùng nhà họ dịch bắt tay để lừa mình. Nhưng nhà của cô đã bị đuổi ra khỏi nhà họ dịch và không còn liên quan đến bọn họ. Mẹ của bộ nhiễm lại lên cơn đau tin đây cũng là kế hoạch của tử hách. Lộ Sầm Dương trở về nhà thấy được dòng chữ con nhà họ dịch ở trước nhà của bộ nhiễm. Sầm Dương đã biết chuyện này từ trước nên chẳng có gì bất ngờ. Thư ký giao thông báo cho Sầm Dương biết việc bộ nhiễm bị Trần Mạn Ni hãm hại. Vừa mới đây video đã được lan truyền mạnh trên trang mạng xã hội. Bộ Nhiễm lo lắng Sầm Dương biết sẽ thất vọng về mình. Sầm Dương và chú Lý đang liên lạc đến những người trong giới báo chí để giúp tin đồn của Bộ Nhiễm lắng xuống. Về tới nhà Bộ Nhiễm bất ngờ khi những dòng chữ đã được xóa đi, Bộ Nhiễm chuẩn bị tâm lý để đối mặt với Sầm Dương nhưng Sầm Dương vẫn chưa về nhà. Bộ Nhiễm muốn gửi lời xin lỗi với Sầm Dương vì đã khiến anh thất vọng nhưng không biết được Sầm Dương đang cố gắng giúp cô liên hệ với nhiều người để xóa những video đó. Vì quá bận Sầm Dương không thấy được cuộc gọi của Bộ Nhiễm. Bộ nhiễm đợi phản hồi của Sầm Dương cả đêm đến mức ngủ quên ở ngoài phòng khách. Sầm Dương thức trắng cả đêm, xong việc mới thấy tin nhắn của bộ nhiễm. Bộ nhiễm gọi cho Sầm Dương nói về dòng chữ trước nhà Sầm Dương vẫn giả vờ như mình chẳng thấy gì. Còn nói dòng chữ đó chỉ mắng mình không đề cập đến vấn đề danh phận của bộ nhiễm. Khi bộ nhiễm nói về video của Trần Mạn Ni, Sầm Dương nói dối rằng mình không thấy và đánh qua chuyện chiếc túi của bộ nhiễm được mọi người khen nói đùa vài câu xong đó cúp máy. Tần Tuần vì lo lắng đã ngủ ở trong xe cả đêm để đợi bộ nhiễm cả hai đều thấy lạ về việc những video đó bị biến mất đến công ty bộ nhiễm cũng bất ngờ khi mọi người trong công ty vẫn không biết chuyện gì. Trần Mạn Ni không buông tha lại tiếp tục đến công ty gây rối muốn cho mọi người trong công ty biết thân phận của bộ nhiễm là người nhà họ dịch. Còn đưa ra chứng cứ khoản vay thời sinh viên người đứng tên là chủ tịch hoa của dịch hoa, thư ký giao đã hẹn gặp Trần Mạn Ni để cả hai phối hợp đuổi bộ nhiễm ra khỏi công ty. Bị mọi người quay lưng tần tuần kéo bộ nhiễm rời đi, Sầm Dương đúng lúc trở về Sầm Dương nói rằng mình luôn tin tưởng cô. Tần Tuần không biết lý còn trách Sầm Dương biết chuyện nhưng cố tình che giấu vì có mục đích riêng, chú lý nói ra chuyện sầm dương đứng sau thức trắng đêm để giúp bộ nhiễm xóa hết video tần tuần cho rằng sầm dương cố tình che giấu vì muốn dùng bộ nhiễm phản công lại dịch hoa nhưng vì sầm dương không muốn nhà họ dịch là trở ngại của cả hai nên sầm dương mới giấu bởi vì anh thích em cực kỳ cực kỳ thích em bộ nhiễm nghe theo tần tuần cho rằng sầm dương lừa dối mình vì mục đích riêng nên đã chọn rời đi sầm dương muốn đi tìm người đứng sau để trả thù sau khi tạm biệt căn nhà yêu thích của mình ra ngoài người bảo vệ nhận tiền từ dịch mẫn tài để theo dõi cũng như viết chữ lên tường muốn xin lỗi bộ nhiễm nếu không được tha thứ thì sẽ không yên ổn với xếp lộ buộc bộ nhiễm phải gọi cho sầm dương nói chuyện sầm dương biết hôm nay lịch dương của bộ nhiễm muốn bộ nhiễm đợi mình về anh đến dịch hoa đòi một món quà cho em đợi khi em nhận quà quyết định sau cũng chưa muộn sầm dương nói về người con gái 7 năm trước quỳ dưới mưa chủ tịch liền phủ nhận và khẳng định mình chỉ có một đứa cháu trai còn dịch mẫn tài đã bị đuổi khỏi nhà họ lý nên mọi chuyện liên quan đến nhà của dịch mẫn tài đều không liên quan đến bà sầm dương cũng đã ghi âm lại hết những lời chủ tịch vừa nói sầm dương nói về video của trần mạn ni và biết được tất cả kế hoạch mà dịch hoa bày ra với bộ nhiễm sầm dương tuyên bố bộ nhiễm là người anh thích nếu dịch hoa còn dám tính kế với cô ấy anh nhất định sẽ khiến người đó trả gấp đôi sầm dương gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho những người trong công ty nghe đến gặp bộ nhiễm sầm dương chưa từng xin lỗi cấp dưới nay lại chủ động xin lỗi bộ nhiễm về việc giấu cô chỉ vì sầm dương muốn bộ nhiễm thoải mái làm việc ở phẩm thượng sầm dương cũng tâm sự với bộ nhiễm về suy nghĩ của mình cũng khiến bộ nhiễm nhẹ nhõm hơn sầm dương cũng cho bộ nhiễm nghe đoạn ghi âm để bộ nhiễm yên tâm hơn với đồng nghiệp ở công ty đây cũng chính là món quà sinh nhật mà sầm dương tặng cho cô sầm dương nắm tay bộ nhiễm điều này vốn đã xảy ra trong lúc sinh nhật âm lịch của cô nhưng vì bộ nhiễm khi ấy đã bỏ về nên đành phải để hôm nay sầm dương cũng cho biết mình là người vệ sĩ năm ấy bộ nhiễm cùng đồng ý nắm lấy tay sầm dương ra về sầm dương đặc biệt chuẩn bị buổi tối đầy lãng mạn cho hai người anh cho bộ nhiễm xem hình ảnh bọn trẻ ở cô nhi viện chúc mừng sinh nhật của bộ nhiễm sầm dương đích thân tự mình làm chiếc bánh sinh nhật tặng cho bộ nhiễm và chiếc dây chuyền mà sầm dương tự thiết kế Cả hai sau khi gỡ bỏ hết khúc mắc bộ nhiễm cũng đồng ý làm bạn gái của Sầm Dương, giữa không gian lãng mạn cả hai trao cho nhau nụ hôn chứng minh tình cảm của mình. Tần Tuần biết tin hai người hẹn hò liền tức giận trách bộ nhiễm mù quáng, nhưng cô chẳng quan tâm và vẫn vui vẻ với hạnh phúc của mình, ra ngoài, trong đầu luôn nghĩ về nụ hôn tối hôm qua. Trên đường đến công ty bộ nhiễm muốn nắm tay Sầm Dương nhưng lại lại trêu cô, đến nơi cả hai đang chuẩn bị tới khúc gay cấn thì có đồng nghiệp đi qua. Sầm Dương cho rằng bộ nhiễm không muốn chịu trách nhiệm với mình, Sầm Dương muốn công khai bộ nhiễm nhưng bộ nhiễm lại sợ người khác hiểu lầm nên đã từ chối. Đồng nghiệp trong công ty đứng ra xin lỗi về chuyện của Trần Mạn Ni, nhưng sau lưng lại đâm chọt bộ nhiễm. Sầm Dương sau khi có tình yêu thì lại vui tươi hẳn ra, chú Lý nhìn là biết bộ nhiễm và Sầm Dương đã yêu nhau. Vì muốn gặp bộ nhiễm Sầm Dương đến phòng thiết kế lấy cớ kiểm tra tiến độ làm việc để gửi thư hẹn gặp bộ nhiễm, cả hai lén lút đến phòng bếp để gặp thì lại bị đồng nghiệp cản trở. Sầm Dương rút luôn điện của bình nước để đuổi nhân viên ra chỗ khác, sau khi ngồi tê hết chân thì sầm dương ra ngoài đuổi hết mọi người đi làm việc đang vui mừng vì được có không gian riêng thì thư ký giao bất ngờ đến cặp đôi mới yêu này đành phải tạm biệt nhau chủ tịch hoa đã yêu cầu con trai không quản việc công ty nữa vì anh ta lần trước đã làm việc không cẩn thận khiến sầm dương nắm hết chứng cứ liên lụy đến dịch hoa sầm dương làm nũng để bộ nhiễm tiễn mình về cả ngày không được gần nhau sầm dương không thể kiềm chế mình cả hai đang tình tứ thì không ngờ còn có nhân viên tăng ca sau khi cô ta rời đi thì cả hai tiếp tục chuyện còn dở không ngờ lần này đã bị nhân viên thấy bộ nhiễm xấu hổ liền chạy trước vì tức giận đã cản trở mình sầm dương bắt bọn họ đi than bộ dự án thiết kế ngõ cổ sầm dương muốn giao lại cho bộ nhiễm nhưng thư ký giao cho rằng sếp đang thiên vị cho bộ nhiễm và hỏi về dây chuyền hoa ngọc điệp mà sầm dương tặng cho bộ nhiễm sầm dương cũng thẳng thắn thừa nhận trong lúc họp sầm dương chỉ chú tâm vào cô bạn gái của mình lúc bộ nhiễm đang trình bày thiết kế của mình thì anh lại lén quay lại hình ảnh của bộ nhiễm kết thúc cuộc họp sầm dương lấy lý do bộ nhiễm nói chưa ổn đến phòng làm việc gặp anh khiến cả phòng họp hoang mang vì cảm thấy bộ nhiễm nói rất tốt bộ nhiễm tức giận gặp sầm dương cả hai đóng hết rèm lại mọi người trong công ty tưởng rằng sắp xảy ra chuyện lớn không ngờ cả hai đang trò chuyện bằng tình cảm bên trong khiến đồ đạc bên trong đổ ngã thư ký giao tưởng có chuyện liền lên ngăn cản may là bộ nhiễm phản ứng kịp cả hai giả vờ cãi nhau sầm dương nhắc nhở bộ nhiễm về môi son của cô nhưng không biết được mình cũng như bộ nhiễm thư ký giao thấy liền biết được chuyện gì xảy ra tức giận ra ngoài bộ nhiễm biết tần tuần còn giận mình nên cô đã đến quán của anh làm để xin lỗi tần tuần nhưng anh chẳng quan tâm đến bộ nhiễm thấy bộ nhiễm chạy dưới mưa tần tuần liên lấy ô để đưa cho bộ nhiễm nhưng lại chậm hơn sầm dương một bước, về nhà bộ nhiễm đã bệnh, sầm dương chăm sóc cho bộ nhiễm như một cô công chúa nhỏ. Sầm dương đã đăng ảnh của mình lên mạng xã hội cũng ngầm công khai chuyện tình của cả hai, sầm dương biểu diễn tài nghệ đánh đàn trên iPad cho bộ nhiễm nghe. Để bộ nhiễm có thể ngủ ngon, Kerry muốn gọi cho chủ tịch Hoa để thông báo việc bộ nhiễm đang hẹn hò với sầm dương, nhưng bên kia lại là phu nhân Khả Hân con dâu của chủ tịch bà ta muốn hợp tác với kerry để chia rẽ bộ nhiễm và sầm dương nếu không thì bà ấy sẽ cho sầm dương biết kerry làm việc cho nhà họ dịch phu nhân đến gặp ông chủ của tần tuần uy hiếp con gái của ông đang học ở nước ngoài vì con ông đành phải nói ra danh phận thật sự của tần tuần là con ruột của lộ minh vũ và tần tuần hận cha của mình muốn lôi kéo tần tuần giám đốc dịch muốn hợp tác với anh đối phó lộ sầm dương để giúp tần tuần chút giận nhưng tần tuần đã từ chối không suy nghĩ muốn thông báo chuyện này cho bộ nhiễm đi ăn cùng sầm dương bộ nhiễm cũng không quên mua món mà tần tuần thích Tần Tuần đến quán mì thì bắt gặp hình ảnh Bộ Nhiễm đang cười đùa với Sầm Dương, lòng ghen nổi lên và muốn hợp tác với giám đốc dịch. Thư ký Giao nhận được cuộc gọi lạ tự nhận mình là anh trai ruột của cô và biết được thân phận thật sự của thư ký Giao là Lộ Tử Tề. Vội báo cho Sầm Dương, anh liền đến tìm người này nhưng chẳng thấy ai, vì đã thấy Sầm Dương nên đã từ chối gặp anh. Dịch Mẫn Tài gọi đến yêu cầu Sầm Dương chia tay Bộ Nhiễm nếu không sẽ tung tin tức bố của anh từng bỏ vợ con để làm sao xáo dư luận và đả kích đến Lộ Tử Tề sầm dương đến công ty trấn an tử tề và cho cô đến khách sạn có liên kết với công ty cử người theo dõi để bảo vệ cô trở về nhà trong khi nói chuyện với bộ nhiễm thì dịch mẫn tài lại gọi đến muốn sầm dương tròn hội nghị ngành ngày mai tuyên bố rằng mình không có mối quan hệ gì với bộ nhiễm một trong hai người em gái và bạn gái thì một người sẽ phải chịu tổn thương bộ nhiễm thấy sầm dương giấu giếm mình liền tức giận và bỏ vào nhà sầm dương cũng bất ngờ khi thấy lộ tử tề ở đây cô ta muốn đến để đánh dấu chủ quyền thừa cơ hội nói với mọi người mình là người yêu của sầm dương sếp lưu bắt tay với dịch mẫn tài gọi cho bộ nhiễm nhằm muốn cô thấy được cảnh bạn trai mình tuyên bố yêu một người khác kerry liền đến tách hai người ra và nói rõ mối quan hệ của mình với sếp chỉ là cấp trên cấp dưới mà lật này khiến vợ chồng giám đốc dịch bất ngờ trước buổi tiệc sầm dương và kerry gặp nhau muốn kerry suy nghĩ lại và giúp mình sau đó anh sẽ tha thứ cho việc cô đã bắt tay làm việc cho dịch hoa sầm dương mạnh dạn tuyên bố bộ nhiễm và mình đang hẹn hò cùng nhau Ông ta uy hiếp sẽ đưa chuyện của Lộ Minh Vũ lên mạng nhưng không biết được Sầm Dương đã đến gặp chủ tiệm cà phê và biết được âm mưu của hai vợ chồng họ. Uy hiếp về đứa con gái của ông không biết phải phản kháng lại thua xếp Lộ. Bộ Nhiễm sau khi chứng kiến cảnh người tiêu của mình tuyên bố chủ quyền thì liền hạnh phúc hơn. Sau đó Sầm Dương đến gặp Tần Tuần, anh cũng biết được thân phận thật của Tần Tuần là con trai ruột của bố nuôi mình và cũng là người anh cùng cha khác mẹ với Lộ Tử Tề. Sầm Dương chỉ đưa lại cho Tần Tuần cuốn nhật ký khi bố còn sống và rời đi. Trong nhật ký bố của tần tuần chưa từng ngưng việc đi tìm tung tích của hai mẹ con anh vì khi ấy công ty vừa thành lập ông không thể bỏ công ty mà cùng vợ đi ra nước ngoài sau khi đọc được những lời này cùng với lời an ủi từ chú tần tuần đã chấp nhận tha thứ và bỏ qua tất cả sau khi hiểu ra hết mọi chuyện bộ nhiễm cũng tha thứ cho sầm dương cả hai vui vẻ ăn mì cùng nhau muốn thư giãn sầm dương đã chuẩn bị buổi đi chơi ngoài trời để đổi không khí cả hai như quên hết mọi lo toan về công việc vui chơi cùng nhau cùng nhau vẽ tranh Bên này Dịch Mẫn Tài vẫn muốn lôi kéo Tần Tuần để trả đũa Sầm Dương nhưng lần này anh đã dứt khoát từ chối. Trong lúc dùng bữa chủ tịch Hoa muốn hai người không đến công ty làm việc nữa và mai chóng tìm vợ cho Tử Hách dù không muốn cũng buộc phải làm, sau cả ngày ở ngoài, cả hai cùng về nhà hôm nay Sầm Dương chỉ muốn bên cạnh Bộ Nhiễm nên đã từ chối nhận điện thoại của Lộ Tử Tề, không thấy Sầm Dương nghe máy, cô lên hẳn nhà của anh. Cả hai đang hâm nóng tình cảm thì lại bị tiếng chuông của ngắt quãng Bộ Nhiễm lập tức trốn đi, Sầm Dương lấy cớ bản thân bận rộn không khỏe muốn đuổi cô ta về sầm dương vào trong giả vờ đi tắm thành công khiến cô ta về bộ nhiễm khó chịu khi thấy thư ký lại biết mật khẩu nhà của bạn trai hai người bắt đầu lại chuyện còn giờ sau khi gặp xếp lộ bị trách về việc nói bộ nhiễm là người nhà họ dịch khiến bộ nhiễm bị nhiều chỉ trích anh không muốn bạn gái của mình chịu bất kỳ tổn thương nào thấy người mình thích bảo vệ người con gái khác tử về buồn bã uống rượu giải sầu tử hách uống nhiều nên xỉn gây ồn ào giao lạc phi muốn rời đi thì đụng phải anh ta bị lôi kéo vào uống cùng vô tình đụng phải anh trai ở sau tính tình hống hách liền ra tay đánh anh ta may có lạc phi ngăn cản để không lớn chuyện tử hách tâm sự về áp lực của bản thân và muốn giao lộ phi làm người yêu của mình làm những hành động cưỡng ép cô may là tần tuần đến kịp lúc cả hai nói về chuyện của sầm dương vài câu mà tạm biệt sầm dương đến muốn cảm ơn vì tần tuần đã giúp lộ tư tề tần tuần thấy sầm dương đã có tất cả mà đáng ra là của mình tần tuần muốn sầm dương nhường bộ nhiễm lại cho anh tử hách sau khi về nhà lại trở nên ngốc nghếch mặt cho bố mẹ cãi nhau anh vẫn nghĩ về thứ gì đó và cười một mình Dịch Mẫn Tài đến gặp mẹ để xin cho Tử Hách không phải đi xem mắt nữa, nhưng chủ tịch lại từ chối và sẽ cho gia đình của con trai cơ hội để quay về công ty. Giận ca chém thớt, Mẫn Tài xông vào nhà anh trai để gây chuyện, tức giận vì khi ấy anh trai đã giúp kẻ thù bảo vệ Sầm Dương để khiến Dịch Hoa có đối thủ mạnh như vậy. Anh ta bắt đầu làm loạn đẩy ngã chị dâu sức khỏe không tốt, phải vào bệnh viện. Bộ Nhiễm muốn bố mẹ vào nhà mình để ở nhưng lại sợ chú hai của Bộ Nhiễm lại càng khó chịu nên ông đã từ chối. Bà nội muốn dùng sức khỏe của mẹ Bộ Nhiễm để uy hiếp cô giúp bà ta, muốn bộ nhiễm đưa bản vẽ cải tạo hèn cổ phẩm thượng cho bà ấy cuộc trò chuyện của hai người đã bị thư ký giao nghe thấy Từ hách tưởng rằng giao lạc phi giống như những đứa con gái khác nên đã mua nhiều túi hiệu để tặng cho cô bị lạc phi chế trách và bỏ đi trong cuộc họp bộ nhiễm cứ suy nghĩ về câu nói của bà nội khiến bản thân không thể tập trung thư ký giao muốn nghỉ phép trong hai năm để thư giãn nghỉ ngơi sầm dương tin tưởng và đưa cho lạc phi bản thiết kế để cô sao lưu cất giữ để tránh bên dịch hoa lại giờ trò không thể bỏ mặt bố mẹ bộ nhiễm đã đánh cắp usb bản thiết kế để gửi cho bà nội không ngờ bộ nhiễm cũng là con cờ cho mẹ con họ nếu chuyện vỡ lẽ thì mọi trách nhiệm sẽ bị đổ lên đầu của bộ nhiễm cho rằng cô phản bội phẩm thượng nhưng không ngờ bộ nhiễm không thể làm trái với lương tâm đưa cho bà ta thông tin giả bên trong chỉ là hình ảnh hai người nhưng trong sắc mặt của hai người họ vẫn tỏ ra vẻ tự tin khó hiểu trong buổi ra mắt bộ nhiễm vẫn không hiểu tại sao dịch hoa lại có được phương án của mình không ngờ tối đó dịch mẫn tài đã đưa một bản vẻ khác đến cho bà ta vẻ mặt đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt họ sầm dương bình tĩnh lên khán đài thư ký giao đến ngăn cản cùng trần mạn ni để đưa ra bản thiết kế mới do trần mạn ni phụ trách bộ nhiễm và bạn trai vừa làm hòa chưa được bao lâu thì lại có chuyện ập đến đau lòng vì sầm dương lại không tin tưởng mình bộ nhiễm muốn đến tìm tần tuần nhưng lại thôi sầm dương tức giận khi biết thư ký giao cố tình làm loạn để khiến bộ nhiễm bị đuổi khỏi phẩm thượng sầm dương tức giận trách mắng thư ký giao nhắc về vết sẹo mà lúc trước tư tề cứu sầm dương nhưng dù có như thế sầm dương vẫn không thay đổi thái độ của mình tần tuần biết được bộ nhiễm đến cô nhi viện vì có tâm sự bộ nhiễm nhờ tần tuần điều tra ra người bán bản thiết kế cho dịch hoa còn mình sẽ về nhà để bảo vệ bố mẹ đến nơi thì lại thấy xe của sầm dương lại ở đây sầm dương nói ra tình cảm của mình đối với bộ nhiễm cho cô chú nghe bộ nhiễm cũng nghe thấy hết tất cả sầm dương luôn tin tưởng bộ nhiễm mà biết chuyện quá khứ tha thứ cho bố của cô sầm dương không muốn đẩy dịch hoa đi vào bước đường cùng như những gì họ làm với bố mình chỉ muốn thay đổi triết lý kinh doanh của dịch hoa sau khi điều tra tần tuần nghi ngờ người thân cận với kerry là người tiếp tay cho dịch hoa bộ nhiễm tức giận đến tìm cô ta thì thư ký giao đến giải tán mọi người thái độ đối xử với bộ nhiễm khác hẳn so với trước kia. Mẫn Tài đang tận hưởng chức chủ tịch của mình thì lại bị vợ đến thay đổi bảng tên bây giờ cô mới chính là chủ tịch của Dịch Hoa. Đang bất mãn thì lại bị nhân viên ở phẩm thượng đòi thêm tiền cho việc lấy bản thiết kế, không ngờ lại dính bẫy của Sầm Dương. Muốn chính miệng ông ta hứa không làm phiền đến gia đình của anh trai nữa, có sự chứng kiến của bộ nhiễm. Sầm Dương cũng nói phương án dự phòng của thư ký Giao và Trần Mạn Ni bản thân của anh cũng không biết về nó, giải quyết được hiểu lầm cũng khiến cả hai nhẹ nhõm hơn. Sầm Dương đưa Bộ Nhiễm đến nơi vớt cá mà mình hay chơi cùng bọn nhỏ. Sầm Dương và Bộ Nhiễm đến bàn bạc với người dân về việc cải tạo hẻm cổ, bên này Tử Hách liên tục bám theo thư ký giao để theo đuổi cô. Dù có đuổi anh ta đi cũng vô ích, thư ký giao chơi chiêu cuối cho anh ta im miệng. Trong lúc dùng bữa Sầm Dương nghe điện thoại của thư ký giao và cô ta đã tự nhận mình là lộ tư tề, Sầm Dương liền rời đi gấp. Đến bệnh viện tư tề vội ôm lấy Sầm Dương, hai anh em nói chuyện rất vui vẻ, Sầm Dương cũng vui mừng khi thấy em gái đã phục hồi ký ức. Trưởng thôn đã nhận tiền của Tử Hách, làm khó bộ nhiễm và muốn chuốc say bộ nhiễm khi không có lộ sầm dương bộ nhiễm muốn né tránh nhưng chẳng thành buộc mình phải uống bên này dịch tử hách tức giận khi thấy sầm dương cùng thư ký giao đi cùng nhau giao lạc phi cũng nói rõ thân phận mình là lộ tư tề hận thù giữa nhà họ lộ và họ dịch chưa kết thúc nên cô sẽ không thể chấp nhận tử hách tư tề cũng nói thẳng là mình thích sầm dương tử hách thách sầm dương nói anh cũng thích cô ta thì tử hách sẽ rút lui dì vương gọi đến thông báo việc bộ nhiễm bị chuốc rượu anh không quan tâm gì cả vội chạy đi đến nơi thì thấy bộ nhiễm say xỉn và đang hát hò như đứa trẻ sầm dương nhẹ nhàng nhắc nhở bộ nhiễm sau này không được uống rượu khi không có anh bên cạnh tư tề cũng đến không có sầm dương cô ta liền nói những lời gây khó chịu đến bộ nhiễm ra đến xe còn không cho sầm dương ngồi cùng bộ nhiễm khi tư tề thắng gấp điều đầu tiên anh làm là đỡ tư tề chứ không phải là bộ nhiễm tuy buồn nhưng chẳng biết làm sao bộ nhiễm xuống xe muốn đến lão hỏa kế nơi tần tuần làm việc sầm dương muốn đi theo cô nhưng tư tề giờ trò đau đầu để giữ chân sầm dương mặc cho mình đi bộ sầm dương vì cô em không máu mù chạy ngang qua bộ nhiễm đến nơi bộ nhiễm ủ rũ nghĩ về hành động của bạn trai khi ấy muốn làm bản thân bận rộn hơn để không nghĩ về anh lúc nào bộ nhiễm cũng ưu tiên lộ sầm dương luôn nghĩ về anh ta sầm dương vì lo lắng cho bạn gái đã quay xe về tìm bộ nhiễm không thấy cô anh liền chạy đến lão hỏa kế thì thấy bộ nhiễm và tần tuần đang thân thiết với nhau nhưng không biết được bộ nhiễm vì lo cho dự án nhờ tần tuần liên hệ đến xếp hồ để mua vật liệu phù hợp với hành cổ sầm dương đợi bộ nhiễm trở về liên tục gọi nhưng bị tắt máy chạy lên nhà thì thấy bộ nhiễm đã trở về cả hai bắt đầu tranh cãi Bộ Nhiễm nói về chuyện công việc còn Sầm Dương thì liên tục giải thích về lộ tư tề để Bộ Nhiễm không phải hiểu lầm, nhưng Bộ Nhiễm không thể coi như chẳng có gì. Hôm sau Tần Tuần đưa xếp hồ đến để bàn chuyện vật liệu, ông ấy còn tưởng Tần Tuần và Bộ Nhiễm là người yêu với nhau. Sầm Dương muốn đến giải thích thì lại bị hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và Tư Tề. Sau khi hợp tác thành công cả bốn người chụp ảnh cùng nhau, xếp hồ còn sắp xếp cho Bộ Nhiễm và Tần Tuần đứng cùng nhau. Tiễn xếp hồ rời đi, Bộ Nhiễm và Tần Tuần cùng nhau nói về món ăn yêu thích của cả hai hoàn toàn không quan tâm đến Sầm Dương sau khi tần tuần rời đi tử hách đến nói chuyện sầm dương và tư tề khi ở bệnh viện có thái độ mập mờ với nhau sầm dương tức giận muốn đánh anh ta nhưng bị ngăn cản bộ nhiễm đưa tử hách về anh cũng cảnh báo và nói những gì mình thấy cho bộ nhiễm nghe sau khi đưa tử hách về bộ nhiễm liên tục nghĩ về câu chuyện mà tử hách nói sầm dương cùng bộ nhiễm nói ra những chuyện khiến đối phương phiền lòng sầm dương cũng giải thích và xin lỗi bộ nhiễm bộ nhiễm nghe được cuộc trò chuyện của sầm dương và tư tề về dự án hành cổ bộ nhiễm muốn đi phụ trách dự án và tách sầm dương ra để cả hai bình tĩnh suy nghĩ Tần Tuần đến công trình thăm bộ nhiễm còn chuẩn bị nhất nhiều đồ ăn mà bộ nhiễm thích. Tư Tề cùng những người ở phòng thiết kế cũng đến để xem tình hình. Sầm Dương cũng đến đây. Trong bàn tiệc bốn người ăn uống đầy căng thẳng. Xếp lộ đi xe không thể uống rượu. Tần Tuần muốn thách Sầm Dương thì uống Coca ai thắng sẽ đưa bộ nhiễm về ký túc xá của nhân viên. Hai người nhanh chóng uống hết chai nước ngọt lớn. Chẳng ai nhường ai. Trong nhà vệ sinh Tần Tuần cảnh báo Sầm Dương có thể bảo vệ em gái nhưng không được làm tổn thương bộ nhiễm. Tần Tuần đưa bộ nhiễm về ký túc xá. Tân Tuân vừa rời đi thì mọi người đang hoảng loạn vì ở đây có ma, người ở khu hẻm cổ đều rất mê tín nên rất tin chuyện có ma. Bộ nhiễm không tin chuyện ma cỏ nên tự tin muốn ở lại để kiểm chứng nếu sáng mai mọi người thấy một mình cô con gái mà vẫn không xảy ra chuyện gì thì chẳng có chuyện gì phải sợ nữa. Tôi đến bộ nhiễm ở đây một mình, xung quanh vắng vẻ ẩm ướt, đột nhiên có bóng người đi ngang qua. Sợ hãi bộ nhiễm thấy trà nóng tạt ra xung quanh, bất mãn bộ nhiễm nói ra tâm sự của mình. Bộ nhiễm đi kiểm tra xung quanh thì lại thấy có người phía sau liên tục ra tay không ngờ lại là bạn trai của mình, sầm dương đến để gài bẫy tên giả thần giả quỷ nhanh cơ hội sầm dương muốn làm hòa với bộ nhiễm muốn ở lại qua đêm để bảo vệ bộ nhiễm sau khi nghe những tâm sự của nhau cả hai cũng quyết bỏ qua những chuyện cũ đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thì tên giả ma kia bị mắc phải bẫy của sầm dương thiết kế xung quanh có rất nhiều keo dán chuột hôm sau tư tề đến nhà của sầm dương thì phát hiện mật khẩu đã được đổi không thể liên lạc được sầm dương cả đêm đã ở cùng cô bạn gái của mình thì công nhân đến để làm việc bộ nhiễm hốt hoảng ra ngoài đánh lạc hướng mọi người để sầm dương ra ngoài sau đó đến công ty Dịch Hoa đưa ra hình ảnh tên giả ma khi tối cho vợ chồng Dịch Mẫn Tài. Dịch Tử Hách đã mua chuộc người này cũng như những người trong thôn, dọa sẽ giao lại cho công an, khiến hai vợ chồng lo sợ muốn được bỏ qua sầm Dương yêu cầu từ nay Dịch Hoa muốn nhắm vào Bộ Nhiễm thì phải từ chối như thế anh mới có thể bỏ qua những chuyện xấu mà đối phương đã làm, sau đó hiên ngang rời đi. Sau khi rời khỏi công ty Dịch Hoa, Sầm Dương muốn cùng Bộ Nhiễm đến nhà của cô để ăn món ăn do chính tay mẹ của Bộ Nhiễm nấu. Bên này tư tề khó hiểu khi giờ này mà Sầm Dương vẫn chưa đến công ty dịch tử hách dùng số lạ để gọi đến khuyên tư tề nên bỏ cuộc vì bộ nhiễm à sầm dương đã ngủ qua đêm ở lều và làm lành không có gì có thể chia rẽ họ tư tề không tin đến công trình để kiểm chứng thì quả thật là vậy khiến tư tề khó chịu sầm dương vừa đến đã chiếm được tình yêu thương của bố mẹ bộ nhiễm thấy tin nhắn của tư tề sầm dương liền hỏi ý bộ nhiễm và nói hôm nay anh sẽ không đến công ty tư tề đến lão hỏa kế muốn hợp tác với tần tuần nhằm chia rẽ bộ nhiễm và sầm dương tần tuần cũng nói rõ thân phận của mình là bày tỏ sự thất vọng khi có cô em gái duy nhất này muốn tư tề rời khỏi đây thấy chuyện thất bại tư tề tức giận rời đi sau khi dùng bữa bộ nhiễm cùng sầm dương đi dạo thì tư tề gọi đến lấy cớ chứng đau đầu lại tái phát để gọi sầm dương về tư tề nhắc nhở sầm dương về cái chết của bố và nỗi hận đối với nhà họ dịch nhưng sầm dương vẫn không lung lay vì cái chết của bố anh chẳng liên quan đến bộ nhiễm và chú mẫn đức và khẳng định tình yêu của mình đối với bộ nhiễm và thân phận mãi mãi anh trai của tư tề dù có xảy ra chuyện của bố hay không thì cũng chẳng thay đổi mối quan hệ giữa hai người bộ nhiễm vừa lúc lên đến nơi Tư tề muốn bộ nhiễm cải tạo lại ngôi nhà giống như lúc trước cô từng ở khi còn nhỏ thì cô ta mới chấp nhận bộ nhiễm. Sau khi sầm dương ra ngoài mua đồ ăn, tư tề từ bộ mắt chấp nhận cho bộ nhiễm cơ hội giờ quay mặt trách móc buông lời cay nghiệt với bộ nhiễm. Không chấp nhận được sự thật cô ta tức giận rời đi, sầm dương thấy tư tề mất bình tĩnh vào trách móc bộ nhiễm khiến cô lại càng tức giận rời đi. Tư tề thấy anh trai vẫn cố chấp quen bộ nhiễm nên cô đã dùng dịch tử hách để làm trái ý của sầm dương. Như đã hẹn tử hách vui mừng đến gặp bộ nhiễm, tư tề muốn cùng dịch tử hách hợp tác giả vờ yêu đương để chia rẽ bộ nhiễm và sầm dương tư tề gửi cho sầm dương ảnh thân thiết với tử hách khiến anh đứng ngồi không yên sầm dương đến tìm dịch mẫn tài muốn ông ta giúp mình tìm tử hách và sẽ đưa lại toàn bộ chứng cứ mà tử hách đã làm cho ông thấy bộ dạng của sầm dương ông ta liền kiêu ngạo từ chối tử hách chủ động liên lạc muốn sầm dương chia tay bộ nhiễm mới có thể gặp được em gái một bên là em gái một bên là người anh yêu sầm dương không biết làm gì liền đến lão hòa kế mượn rượu giải sầu bộ nhiễm hay tin cũng đi đến thấy sầm dương vì mình mà trở nên như thế bộ nhiễm đồng ý với yêu cầu của tử hách chia tay với sầm dương sầm dương hốt hoảng khi nghe quyết định chia tay từ bộ nhiễm không nói lời nào bộ nhiễm cùng sầm dương đến nơi của tư tề thì thấy cô trong bộ dạng thê thảm sầm dương muốn báo cảnh sát nhưng tư tề ngăn cản nói trong điện thoại của tử hách có đoạn clip nên không thể báo bộ nhiễm thấy cảnh này vừa giận lại vừa thương tư tề bộ nhiễm cảm thấy vì mình là tư tề lại thành ra như vậy nên đã quyết định nghỉ việc ở công ty và dọn khỏi khu nhà phúc lộc và ấm ức khi thấy cách sầm dương quan tâm tư tề bộ nhiễm không thể chứng kiến nổi những cảnh ấy vì thế cô đã quyết định chia tay dù cả hai đều không mong muốn mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tư tề chiều hôm đó tư tề đã trích điện tử hách và trói anh ta lại muốn cùng tử hách dựng lên vở kịch bị anh ta xâm hại bộ nhiễm tỏ vẻ bản thân không buồn khi rời đi để tần tuần không phải lo lắng sầm dương cũng chẳng mấy vui vẻ anh buồn bã nhìn ngắm chiếc cây mà bộ nhiễm yêu thích muốn nhắn tin nhưng lại thôi trên đường đi bộ nhiễm không kìm nén nổi cảm xúc của mình Tần Tuần liên tục di chuyển trên xe để bộ nhiễm khóc cho nhẹ lòng. Sáng hôm sau khi nghe Sầm Dương muốn tìm Tử Hách Tư Tề liền ngăn cản muốn Sầm Dương bỏ qua chuyện này nói dối rằng anh ta giữ đoạn video ấy. Không thể qua mắt được bố mẹ, bố mẹ của bộ nhiễm nhìn vào biết chắc bộ nhiễm đang có chuyện buồn, chỉ có ba mẹ là nhẹ nhàng và tốt với mình. Bộ nhiễm thấy món thịt sốt chua ngọt đây là món ăn mà Sầm Dương rất thích, nhớ lại khiến bộ nhiễm chạnh lòng, bộ nhiễm chỉ ăn những món khác chứ không hề ăn thịt chua ngọt mà trước đi cô vẫn thích ăn. Tư Tề muốn sầm dương đổi cốc nhưng anh đã từ chối cốc của Tư Tề vì đây là chiếc cốc mà bộ nhiễm đã làm cho anh. Sầm Dương nghe thông báo công trường bị phong tỏa liên hệ với những đối tác khác thì lại không nhận được phản hồi. Có người tố cáo vật liệu của xếp hồ thu nhặt từ mấy tòa nhà bảo vệ ở khu vực hẻo lánh. Tần Tuân muốn trả thù cho bộ nhiễm nên mới hợp tác với Dịch Hoa tố cáo chuyện này muốn khiến sầm dương đánh mất cái danh bất bại. Tần Tuân đến nhà đưa đồ cho bộ nhiễm, anh sẽ tự mình điều tra việc của Tư Tề. Phẩm thượng đang bị cư dân chống đối rất nhiều, đây cũng là cơ hội cho Dịch Hoa giành lấy dự án bộ nhiễm lướt thấy tin công trường xảy ra chuyện lập tức chạy đến xem tình hình thì mọi người ở đây đang chỉ trích bộ nhiễm may là có sầm dương đến bảo vệ bộ nhiễm và khuyên nhủ người dân nhưng họ trở nên hung hăng dùng cây đánh vào sầm dương bộ nhiễm nhẹ nhàng xử lý vết thương cho sầm dương may là chỉ bị nhẹ nên không ảnh hưởng gì sầm dương vui khi bản thân bị thương để bộ nhiễm quan tâm đến cả hai tuy không nói gì nhưng vẫn thấy được tình cảm đối với đối phương sầm dương phải về công ty để giải quyết chuyện tần tuần đợi bên trong với thân phận giám đốc điều hành ở dịch hoa tư tề vẫn như trước đổ hết trách nhiệm cho bộ nhiễm Tần Tuần cho phẩm thượng thời gian nhất định để đưa ra người chịu trách nhiệm về việc sai sót trong quản lý, Tư Tề muốn Sầm Dương đưa Bộ Nhiễm ra nhưng điều này là không thể, khiến Tư Tề tức giận rời đi. Sầm Dương và Bộ Nhiễm đang nói chuyện thì Tần Tuần vô cớ xuất hiện giật lấy điện thoại của Bộ Nhiễm, Bộ Nhiễm trách móc Tần Tuần khi bắt tay với Dịch Hoa để hại phẩm thượng. Bộ Nhiễm không thể chấp nhận một người bạn thân của mình dần trở thành con người giống như bà nội của cô. Tư Tề đã liên hệ với nhà báo đưa tin dự án hẻm cổ là do Bộ Nhiễm, trên mạng xã hội đang liên tục chỉ trích Bộ Nhiễm. Sầm Dương tức giận khi Tư Tề là người thủ đoạn hãm hại Bộ Nhiễm thậm chí còn bày ra chuyện khiến anh và Bộ Nhiễm chia tay. Tư Tề không nhờ Sầm Dương luôn nhẹ nhàng với mình lại trách móc nặng lời như thế. Sầm Dương đến nhà của Bộ Nhiễm thì vô tình chạm mắt với Bộ Nhiễm, sau đó cả hai cùng nhau đi dạo. Sầm Dương suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định rời khỏi phẩm thượng để không phải kéo Bộ Nhiễm vào chuyện này. Mọi cổ phần sẽ được giao lại cho Tư Tề và Tần Tuần. Bộ Nhiễm đến nhà của Sầm Lương thì thấy Tần Tuần ở đây anh ta muốn Bộ Nhiễm làm bạn gái của mình nếu vậy thì anh ta mới chịu dừng lại. Bộ nhiễm rất ghét bộ dạng của Tần Tuần bây giờ và rất thất vọng về anh. Bộ nhiễm đến công ty mà để lại bảng tên cho Sầm Dương, bộ nhiễm đi đến nhiều chỗ để tìm Sầm Dương. Bên này nhân viên cũng lần lượt nghỉ việc, bộ nhiễm đợi ở trước nhà của Sầm Dương, thấy tư tề cô liền trốn sau một góc. Tần Tuần thu thập được những dự án hợp tác trước đây của phẩm thượng, thấy Tần Tuần dốc sức giúp mình chủ tịch Hoa cũng đưa cho Tần Tuần bản thảo chuyển nhượng cổ phần của chú Mẫn Đức cho Tần Tuần. Thấy chủ tịch đang coi trọng mình Tần Tuần muốn bà ấy giao lại phần cải tạo hẻm cổ cho anh xử lý, bị thuyết phục chủ tịch Hoa liền đồng ý, Tân tuần đến phẩm thượng yêu cầu hợp tác, và cho Tư Tề biết cảm giác bị người khác hãm hại là cướp đoạt như thế nào, nếu phẩm thượng không chịu hợp tác cùng Dịch Hoa thì công ty gây dựng bao năm nay cũng sẽ đổ sông đổ biển. Hết cách Tư Tề phải ký vào đơn thỏa thuận sáp nhập cùng Dịch Hoa và đưa Tư Tề đến phẩm thượng để hoàn thành dự án cải tạo hẻm cổ, dù Tư Tề có đồng ý hay không cũng chẳng thay đổi được. Tần Tuần đến nơi mà cho cốt của bố anh được giải ở đây, bố của bố nhiễm cũng cho biết bố của Tần Tuần luôn đứng sau giúp đỡ hai mẹ con của anh bộ nhiễm về đến nhà thì bất ngờ thấy sầm dương đang ở nhà của mình vì mẹ của cô phải ở bệnh viện vài hôm để kiểm tra sức khỏe sầm dương cũng được bố mẹ của bộ nhiễm đồng ý để anh ở lại sầm dương biết bộ nhiễm còn làm việc ở công ty anh đến đưa đồ ăn cho bộ nhiễm thì lại bị tần tuần bắt gặp sầm dương bị tần tuần đuổi về như cách mà sầm dương từng làm với tần tuần khi trước sầm dương đưa đồ ăn cho bộ nhiễm sau đó vội chạy đi sầm dương mang theo đèn pin để đợi bộ nhiễm về đường tối bộ nhiễm không cẩn thận sầm dương thấy vậy chủ động cõng bộ nhiễm đi về cánh đồng rộng xung quanh toàn đom đóm một khung cảnh đầy lãng mạn. Trong khi bộ nhiễm thuận lợi trong việc cải tạo hèn cổ, Sầm Dương ở nhà thiết kế đèn để bộ nhiễm đi làm về muộn không sợ bị tối, dự án cải tạo hèn cổ đã được khởi công lại. Bộ nhiễm cũng yên tâm mà rời đi còn lại sẽ cho Tư Tề phụ trách. Bộ nhiễm chỉ muốn quay lại để giúp dự án được khởi công, giúp phẩm thượng. Tư Tề cũng nhận thấy được lỗi sai của mình và tấm lòng của bộ nhiễm. Bộ nhiễm cũng đã bỏ qua cho Tư Tề và nói cho cô biết Sầm Dương đang ở nhà mình. Sau khi tan làm, bộ nhiễm bất ngờ khi thấy con đường được gắn thêm đèn. Sầm Dương đã trang trí lại sân vườn, khiến căn nhà trở nên tươi sáng hơn. Tuy bộ nhiễm không nói mình sẽ tha thứ cho Sầm Dương nhưng cái môi lấm lem thì cũng nói lên được tất cả, vào nhà chuyện gì đến cũng đến. Sầm Dương, Tần Tuần cùng ăn uống với chú Mẫn Đức Sầm Dương và Tần Tuần cũng đã hợp tác với nhau vui vẻ trở lại. Và bỏ qua cho bố của bộ nhiễm về chuyện của bố Minh Vũ, Tần Tuần lợi dụng cơ hội để điều tra ra những chuyện đen tối của công ty dịch hoa. Hôm sau cả ba người đến tìm gặp chủ tịch hoa nhát dao này bà ấy cũng không thể lường trước được. Dịch Mẫn Đức muốn dịch Hoa thừa nhận lỗi sai cũng chỉ muốn dịch Hoa có thể kinh doanh một cách chân chính và đi xa hơn. Con dâu của chủ tịch Hoa uy hiếp tư tề sẽ khiến bộ nhiễm nguy hiểm nhưng giờ bộ nhiễm và tư tề cũng đã hòa thuận với nhau, cô ta chỉ quan tâm đến việc kế thừa tài sản của Dịch Hoa. Bị chèn ép bấy lâu nay Dịch Mẫn Tài cũng không thể nhịn được và bày tỏ nỗi bức xúc của bản thân đối với người vợ như bà, và muốn ly hôn với bà ấy, nhận ra lỗi sai của mình Mẫn Tài đã xin lỗi anh trai. Sầm Dương đuổi theo chủ tịch Hoa dẫn bà ấy đến cô nhi viện đây là nơi mà bà và bộ nhiễm đã từng hợp tác để cải tạo nó sau khi nghe được những lợi ích và tấm lòng của sầm dương thì bà ấy cũng đã mềm lòng và suy nghĩ về việc sắp nhập công ty cùng nhau hợp tác để cùng đi lên cuối cùng chủ tịch hoa cũng đã đồng ý với lời đề nghị của sầm dương giải hòa với con trai và cháu gái của mình tử hách biết chuyện muốn dùng hết cổ phần của mình ở dịch cho trao lại cho tư tề lần này tử hách đã có tình cảm với một người con gái mà trước giờ chưa từng có và sẽ cố gắng để khiến tư tề cho anh cơ hội để thư giãn bộ nhiễm và sầm dương hẹn hò cùng nhau thì phát hiện Từ Hách và Tư Tề tưởng rằng anh ấy đang chuẩn bị cầu hôn Tư Tề nhưng không ngờ là do Sầm Dương sắp xếp và người được cầu hôn chính là bộ nhiễm nữ chính của chúng ta. Có cả bố mẹ và mọi người đến chứng kiến, Sầm Dương bày tỏ tình cảm của mình từ lần đầu gặp bộ nhiễm và không biết từ lúc nào người đàn ông cứng rắn này lại thích cô. Thành công trao chiếc nhẫn đầy ý nghĩa lên tay cô gái mình yêu, sau mọi chuyện thì cả hai cũng đã về bên nhau. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Violet Review phim, các bạn hãy like và đăng ký để mình có nhiều động lực ra nhiều video mới và chất lượng nhé.